Chào mừng quý vị và các bạn tới chương trình Ăn cơm khoai nói chuyện quốc tế sáng tối thứ hai ngày 30 tháng 9 năm 2024. Chúc quý vị một buổi tối đầu tuần vui vẻ, mạnh khỏe và tươi trẻ. Và ngày hôm nay thì chắc chắn rằng là trọng tâm trong chương trình bình luận diễn biến thế sự của chúng tôi nó xung quanh khu vực Trung Đông với rất nhiều những cái nội tình diễn biến. À, về cái vụ mà một loạt các nhà lãnh đạo uh, cao cấp trong đó có ông tổng thư ký của hezbollah bị israel uh, tấn công uh, bằng bom uh, dẫn tới thiệt mạng và sau đó thì vùng trung đông trên cái không gian gọi là chính sự đúng không ạ đã dậy sóng lên Tình hình bây giờ thì nó khá là hỗn loạn. Đấy cho nên là chúng ta sẽ quay trở lại để chúng ta định hình lại tất cả những cái vấn đề uh, liên quan đến bức tranh của Trung Đông ngày hôm nay trong quá khứ và trong tương lai như thế nào liên quan đến các lực lượng Hezbollah, Hamas, Israel, Iran vân vân. Đầu tiên chúng ta sẽ đến một vài những cái bản tin uh, gọi là rơi vãi khắp nơi trong uh, những ngày vừa qua và ngày đặc biệt là ngày hôm qua thì chúng tôi có vắng mặt một ngày chủ nhật thông tin đầu tiên đến với khu vực châu âu đó là thông tin về việc đảng và một cái đảng mà quý vị nhớ rằng nó giống như ở đức à, cái đảng afd ở đức ấy, là cái đảng à, theo cái à, phe cánh hữu đúng không ạ à, dân tộc thì đã có những cái chiến thắng rất ngoạn mục trong thời gian gần đây ừ, ở đức ở um, Hungary thì chúng ta cũng biết là ông Viktor Orbán là một cái người mà có thể nói cũng đại diện cho cái phong trào đó và cái vị trí của ông ấy rất là uh, chắc chắn ở đất nước đó. ở Slovakia thì làm cũng một người theo cái tư tưởng cánh hữu và dân tộc lên làm lãnh đạo trong nửa năm vừa rồi và và cũng nhân nói tới ông uh, Robert Fico đấy thì cách đây 3 ngày ông ấy đã nhận được một cái phong bì đấy, kèm theo một cái viên đạn gửi riêng cho cá nhân ông ấy có nghĩa rằng là một cái lời đe dọa sẽ găm một viên đạn vào người ông ở đâu đó và chúng ta biết rằng ông ấy đã bị ám sát và mổ lên mổ xuống bao nhiêu lần tính mạng gần như là bị đe dọa đúng không ạ sau khi quay trở lại nhiệm kỳ của mình uh, nhiệm sở của mình thì uh, ông đã ngay lập tức ông làm việc và vẫn theo đuổi cái chủ trương là phản đối cái cuộc chiến ở ukraine và cung cấp vũ khí cho ukraine giống như quan điểm của hungary giống quan điểm của cái đảng afd tức là cái đảng đối lập của lực đức ấy, đúng không ạ và ngày hôm nay thì chúng ta có thông tin mà chúng ta thấy là mấy cái nước nó liên quan đến nhau mấy cái nước mà hungary slovakia rồi đức đấy và áo đấy là cái mấy cái nước mà chúng ta thấy cái vai trò đúng không ạ trong cái gọi là chính trị ở châu âu nó rất là quan trọng thì hôm nay tại nước Áo, cái đảng gọi là đảng tự do của người Áo, đảng mà phản đối những đoàn cấm vận chống lại nước Nga, đã dẫn đầu trong cuộc bầu cử nghị viện với 29,2 số phiếu bầu. Đích thân Bộ trưởng Bộ Nội vụ của Áo đã thông báo về kết quả sơ bộ. Và đứng thứ hai là cái đảng cầm quyền của nước Áo, đảng Nhân dân người Áo với 26,5% và cũng lần đầu tiên trong lịch sử thì Đảng uh, dân chủ xã hội của nước Áo đã chiếm vị trí thứ ba với 21% phiếu bầu. Như vậy thì tôi không có tìm hiểu về Đảng dân uh, dân chủ xã hội giống như cái Đảng dân chủ xã hội của Đức ấy, đúng không ạ? của ông Olaf Scholz chắc là nó một cái liên minh thì lần này cũng trỗi dậy với vị trí thứ ba thì mình không biết là cái quan điểm của họ như thế nào nhưng mà cơ bản chúng ta thấy rằng là lần này thì cũng giống như ở nước đức và thậm chí còn hơn nước đức rất nhiều đó là cái đảng mà cánh hữu và chống và chống vấn đề chống chống nga đúng không? chống các cái vấn đề cấm vận nước nga rồi là phản chiến thì đã đạt được tới gần một phần ba số phiếu thì không biết rằng là với cái uh, cái hiến pháp của nước Áo, cái việc thành lập chính phủ bao giờ bầu cử lãnh đạo ra làm sao trong thời gian tới. Nhưng rõ ràng đây là một cái làn sóng thì cũng không phải biết là thất yếu hay thất yếu hay không, nhưng mà chúng ta nhìn thấy nó có một cái sự liên kết đúng không ạ? Không hề nhẹ giữa các cái quốc gia mà có thể nói rằng là luôn luôn có những cái tiếng nói và cái ảnh hưởng chính trị rất lớn ở châu Âu, những cái nước như là Đức, Áo, Hung Trước đây thì chúng ta cũng đã có cái đảng tương tự ở Hà Lan, đúng không ạ? của cái ông mà rất khó nhớ tên đấy. Thì bây giờ dạo này chả biết ông ấy đâu rồi. Có lẽ là chuẩn bị nhậm chức rồi ở thụy sĩ cũng cái phong trào của đảng cánh hữu lên ở Pháp thì chúng ta cũng thấy là đảng của bà Le Pen cũng lên. Nhưng mà sau này thì uh, đến vòng đầu bỏ phiếu thứ ba, thứ hai thì có vẻ bà ấy bị đuổi đi. Nhưng mà dù sao thì so với những lần trước thì cái sự trỗi dậy của bà ấy nó rất là rõ ràng thì vâng chúng ta nhìn như này chúng ta có thể thấy một điểm rằng là gì song song với cả cái việc đảng xanh của nước Đức ấy, một cái đảng mà uh, rất là quan trọng của nước Đức thì nó đã giải thể hết tất cả các lãnh đạo và gần như là chỉ còn giữ lại mỗi cái tên đảng xanh thôi chứ còn là kể cả cương lĩnh lẫn mọi thứ đều thay đổi hết thì chúng ta thấy một điểm là gì là những cái đảng đang cầm quyền ở Châu Âu đúng không ạ đang phải trả giá đắt cho những cái chính sách của họ liên quan tới cuộc chiến ở ukraine liên quan tới cái việc bài nga uh, ủng hộ cấm vận chống nga viện trợ ukraine chống nga và đại khái là phục vụ những cái chương trình nghị sự của những người nói tiếng anh và cái xu thế chung của những cái đảng đấy thì là những cái đảng cánh tả đấy thì bây giờ đa số là chúng ta thấy rằng là có cái xu hướng đảng cánh hữu nó lại trỗi dậy một lần nữa ở châu chỉ sau mấy tháng sau cái vụ của bà Le Pen rồi cách đây ít ngày là cái đảng uh, AfD của Đức mà bây giờ là cái đảng uh, với cái đảng này mình gọi là AfP đúng không Đảng uh, tự do dành cho người Áo thì bây giờ cái viễn cảnh của chính trị châu Âu thì chúng tôi cũng không biết thế nào chỉ biết rằng là đây là một trong những cái đỉnh điểm đúng không ạ của cái phong trào dân tộc ở châu Âu tức là những cái đảng này thì quý vị có thể hình dung rằng nó giống như là cái đảng của ông Donald Trump ấy đảng cộng hòa mà cái, cái không phải đảng cộng hòa mà là cái tư tưởng của ông Donald Trump đấy có nghĩa rằng là chống nhập cư rồi là chống cấm vận rồi đại khái là có cái tư duy phản chiến và đặt những cái lợi ích mang tính chất của đất nước và dân tộc trước đối với lại lợi ích của mà à, của à, cái cái kiểu theo chủ nghĩa tự do toàn cầu à, thì đây là một cái đỉnh cao thế nhưng mà chúng ta thấy rằng là trong suốt các cái quốc gia một gầu hầu như bây giờ nửa hơn nửa các quốc gia châu quan trọng đều diễn ra cái làn sóng quánh hữu này lên rồi thế nhưng chúng ta thấy rằng nó không có nhất quán đúng là nó không tại một thời điểm và người ta cũng không tạo ra một cái mắt xích để tạo thành một cái liên minh và như vậy thì với cái sức ép của những cái thế lực bên ngoài đúng không ạ đứng đằng sau rồi trong nội bộ thì họ cũng rất dễ để mà bị vàng bị, bị 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 gây một cái sức ép để mà nó không có uh, tạo ra được một cái làn sóng thay đổi cái điều gì đáng kể và nó cứ rời rạc như này rồi cuối cùng là họ cũng giống như cái đảng của bà lê Pen thì bây giờ gần như cũng chẳng còn cái vẹo gì nữa đấy cơ bản là chúng ta không thấy là À, với cái, cái cái kiểu như của bài bây giờ thì nó cái đảng đấy họ không sẽ gây được cái sự xáo trộn đáng kể gì trong cái giải tần chính trị của nước pháp tức là những vấn đề quyết sách trong thời gian tới đấy là chúng ta chỉ nói về nước pháp thôi còn trong cái này thì chúng ta lấy thấy cả cái vấn đề là điều quan trọng nữa thì nó phải liên quan tới cái liên minh châu âu liên minh châu âu thì cái cuộc tranh giành những cánh tả cánh hữu nó sẽ diễn ra ác liệt hơn và nó ảnh hưởng tới chính sách của toàn liên minh hơn thì cái sự mà nó khá lẻ tẻ đúng không ạ mặc dù là nó cũng có một làn sóng nhưng mà nó không tạo thành một cái phong trào thì cũng rất là rời rạc và chắc là cũng không gọi là ra Ngô ra khoai được sau cái đảng này thì chúng ta không còn nhìn thấy một cái đảng nào trong tầm mắt mà nó liên quan đến tinh thần dân tộc một cách đáng kể nữa đấy à, tinh thần dân tộc rồi tinh thần châu Âu nói chung là những đảng này thì họ nói rằng họ là những người yêu nước họ là những người yêu châu Âu thế còn ngoài châu âu ngoài eu thì còn châu âu có nước anh là nước lớn nữa nhưng mà cơ bản thì nước anh bây giờ cả công đảng lẫn đảng bảo thủ thì đều đi theo cái tinh thần gọi là dân chủ tự do mà trước đây thì ví dụ như đảng bảo thủ là một cái đảng mà có cái tinh thần dân tộc rất là cao đúng không ạ và cái tên của nó nói tất cả rồi nhưng mà bây giờ thì câu chuyện nó rất là khác còn lại các cái phong trào như ở ý thì ngày xưa đảng của bà uh, Mallory bà thủ tướng bây giờ ấy, thì vốn là theo cái tư tưởng cánh hữu thế nhưng mà bây giờ thì gần như là hòa chung với phong trào đại khái là tèn 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 đúng không ạ thì bài cũng đã trở thành một cái dạng như kiểu cánh tả rồi còn trước thì chúng ta cũng thấy là cuối cuộc bầu cử cách đây vài tháng thì đảng uh, xã hội gì đó ở Tây Ban Nha cũng có một tí liên quan đến cánh hữu trỗi dậy của Hy Lạp cũng vậy đúng không ạ thế nhưng mà nó cũng không đến mức độ dữ dội như mấy cái nước ở vùng Trung Âu Đức Hà Lan, à Đức vâng đúng rồi Hà Lan, Pháp, à, Thụy Sĩ. Vâng, với điều thứ hai nữa là cái hạn chế của chúng tôi trong cái việc mà nói thật ra cũng chẳng tìm hiểu để làm cái gì đúng không ạ? Để chờ xem kết quả bóng đá thôi. Và ý tôi nói rằng mình cũng chẳng hiểu là mỗi một cái quốc gia bầu cử quốc hội xong như thế này thì rồi họ sẽ làm gì? Thành lập chính phủ ra làm sao? Lãnh đạo, tổng thống, tổng tiết nó như nào rồi liên quan đến nghị viện nghị biết thì bao giờ? Đấy, cho nên là mỗi nước mà mình tìm hiểu thế thì mình cũng đến già chứ không hiểu hết được cho nên chúng ta sẽ chờ để xem kết quả đó nha quý vị nha. Còn uh, ở nước Đức, và nếu quý vị uh, tham gia vào uh, ít nhiều vào chính trường của nước Đức thì chúng ta cũng đã biết được một trong những nhân vật nổi tiếng nhất trong chính trường nước Đức đó là nữ chính trị gia Sarah wagner wagner bà này thì trước đấy là bà ấy theo cái tư tưởng cánh tả hình như là bà ấy trong đảng xanh ra quý vị đấy nếu tôi nhớ không nhầm quý vị nhé còn khả năng nhầm cũng là rất cao nhưng mà bà ấy đã thoát ly ra để bà là thành lập một cái đảng mà rồi bà sẽ liên minh với bà mấy cái đảng của afd đấy để thành lập cái mặt trận cánh hữu và bà này thì là cái đảng của bà ấy thì còn khá thân với người nga thân hơn cả cái đảng afd hôm nay thì bà ấy có một bài phát biểu nói rằng bà À, về liên quan đến cái việc đường ống Nord Stream đấy, đúng không ạ? hầu hết thì những cái người theo cái tư tưởng dân tộc ấy thì họ sẽ tìm ra những cái điểm, cái vấn đề của cái chính đảng của ông Olaf Scholz bây giờ, mà trong đó thì có cái chuyện cuộc chiến, à, rồi là thứ hai là cái chuyện đặc biệt là cái đường ống Nord Stream bởi vì nó ảnh hưởng rõ ràng đến cái nền kinh tế. và ông Sarah đã phát biểu rằng hai năm sau khi vụ tấn công, rất nhiều câu hỏi tiếp tục được đặt ra. Tại sao chính phủ Đức của chúng ta đã kiên quyết từ chối cung cấp thông tin? Tại sao uh, tất cả những sự quan tâm liên quan tới chủ đề quan trọng này không phải là vì người Đức mà đều nói tới người Ukraine và người Mỹ? Sự im lặng một cách đáng kinh sợ của Skoll, Baebok, Skoll là thủ tướng, Baebok là bộ trưởng ngoại giao và Hebeck là phó thủ tướng. À, trong 2 năm qua liên quan tới vụ tấn công đã phủ bóng đen cũng như là sự nghi ngờ lên à, cái liên minh của chính phủ hiện tại với những cái lời thề của bọn họ liên quan tới việc ngăn ngừa những sự tổn thất tổn hại với lại người dân đức chúng ta một cách nghiêm túc bây giờ thay vì việc thảo luận về việc cung cấp tên lửa tầm xa cho ukraine một điều mà sẽ rất nguy hiểm để lôi kéo chúng ta vào một cuộc xung đột hạt nhân trực tiếp với người Nga. Chúng ta phải ngay lập tức quay trở lại sử dụng các biện pháp ngoại giao để giải quyết chiến cuộc. Nếu như Ukraine chịu trách nhiệm cho vụ tấn công khủng bố nhắm vào hạ tầng năng lượng của nước Đức, thì tất cả các khoản viện trợ vũ khí phải ngay lập tức bị ngừng lại và vấn đề bồi thường cho tổn thất phải được đưa ra để thảo luận và tiến hành. Và như vậy thì trong cái thông điệp của bà ấy thì ý rằng là bây giờ chính phủ mà tất cả đều nói tới các vấn đề liên quan đến Mỹ và Ukraine, đúng không ạ? Nhưng mà thực ra thì cái câu chuyện quan trọng nhất là cái người bị hại là, là người Đức. Và cái đường ống đấy nó nổ trên lãnh thổ nước Đức. Thế nhưng mà không ai nói gì về cái chuyện Đức mà chỉ có nói về chuyện Ukraine mà thôi còn nếu như mà chính phủ đã ngậm miệng ăn tiền đúng không ạ vì những cái vấn đề gì đó tèn tén tèn đằng sau thì uh, liên quan đến ukraine thì ngay lập tức bây giờ nếu như coi ukraine liên quan đến vụ tấn công trên thì phải có hành động là không viện trợ vũ khí nữa và đại khái đưa ukraine ra tòa bồi thường này nọ vân vân cơ bản chúng ta cũng thấy rằng là một cái người đã lấy những cái chủ đề liên quan đến đường Nord Stream và vấn đề chiến cuộc, đúng không ạ, để mà đại khái là đấu tranh chính trị ở nội bộ trong nước. Cái đảng của bà ấy thì nó rất là mới nhưng nó đạt được cái tiến bộ gần như là nhanh nhất và bản thân bà ấy là một trong những chính trị gia nữ được ưa chuộng nhất ở nước Đức hiện nay vâng và sắp tới ấy, thì nước đức họ sẽ phải đối mặt và châu âu phải đối mặt với một cái làn sóng mà chúng ta cũng đang hiểu chuyện gì đang xảy ra ở trung đông ngay tại thời điểm này sau khi những cái uh, sự cố đúng không ạ những cái sự kiện quan trọng diễn ra ở lãnh thổ của liban liên quan đến nhà lãnh đạo hezbollah bị ám sát rồi israel trong những giờ mới đây lại tiếp tục tấn công gây ra một cái làn sóng tị nạn khủng khiếp chạy sang biên giới Syria và chúng ta cũng biết rằng ấy họ đến biên giới Syria thì kiểu gì họ cũng vượt biển vượt thổ nhĩ kỳ để họ đến châu Âu và người Đức nói rằng là khó khả năng ít nhất một triệu người tị nạn ly băng đang hướng tới châu Âu và đó chắc chắn là một cái quả bom tấn có thể nói đối với lại liên minh châu Âu tại thời điểm này và cái việc mà người tị nạn đến châu Âu ấy, thì lại là một cái cơ hội để cho các cái đảng theo cái tư tưởng cánh hữu đúng không ạ, họ trỗi dậy để họ lấy các cái chương trình nghị sự vấn liên quan đến vấn nạn uh, xảy ra mà nó đồng hành với cái việc người nhập cư gây ra cho châu Âu uh, để mà gây sức ép với lại chính phủ cũng như đạt được sự ủng hộ của người dân. Vốn bây giờ thì càng ngày cái cuộc đời sống họ không còn được như ngày xưa nữa. Trong khi đó thì uh, những nhà phân tích chính trị ở châu Âu, họ cũng coi Ukraine là một trong những nhân tố có thể gây ra sự sụp đổ của châu lục này. À, bởi vì là hiện tại mà nói thì cái sức nặng liên quan tới các khoản viện trợ tài chính, quân sự cho Ukraine là một trong những cái nhân tố cực kỳ quan trọng gây sức ép với lại ngân sách của châu Âu. Đặc biệt là Ukraine có vẻ như là họ sắp trở thành thành viên của châu Âu, nhưng mà tất cả những lời hứa đấy nó chỉ là đại bôi thôi. Ukraine sẽ không và sẽ không bao giờ trở thành thành viên của Liên minh EU. À, một nhà chính trị đã cho biết như vậy. Và thậm chí là kể cả những cái sự uh, hối hả gần đây để mà Liên minh châu Âu uh, thương lượng, đàm phán với lại Ukraine và Moldova thì chỉ là những cái hoạt động mang tính chất cho nó hình thức và mang tính chất dân chủ. Thế còn là nó cái thực chất của cái sự kiện này là nó rất có khả năng khó có khả năng để xảy ra trên hiện thực. Còn ngày hôm qua thì tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kỳ thứ 79, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Lavrov đã nói rằng là nước Mỹ và nước Anh đang chuẩn bị châu Âu cho một cái cuộc phiên lưu tự sát chống lại người Nga. Đấy, và ông nói rằng là ông nhấn mạnh rằng những cái nỗ lực tự sát một cách vô nghĩa để chiến đấu đạt giành thắng lợi cuối cùng trước người Nga là một cuồng cường quốc hạt nhân thì không khác gì mục uh, gọi là chuyến đi tự sát. À, không biết là đánh nhau thì đến đâu nhưng mà rõ ràng liên quan kinh tế thì châu Âu đã đã thực hiện cái việc tự sát đấy rồi, đúng không ạ? Chẳng qua là bây giờ họ không có rút súng để bắn vào ngực thôi mà họ đại khái là uống thuốc độc. Vâng, tóm lại là chúng ta sẽ đi khỏi khu vực châu Âu uh, với lại những thông tin sơ bộ như thế này thôi, đúng không ạ? Mà chúng ta không cần biết về quá những cái vấn đề sâu sắc cộng với những thông tin liên quan đến tình hình nước Anh nước Ý thì thấy rằng là dùng giác quan thứ sáu để cảm nhận về châu Âu nó là một cái gì đó tương lai nó rất là khó đoán rất bất định và tuy nhiên thì nước uh, châu Âu còn một cái uh, thông tin buồn cười và vừa buồn cười vừa tức liên quan tới thủ tướng gọi là tóc ngầu hay mình gọi là tóc xù Boris Johnson Vâng, cựu thủ tướng của nước Anh mà tôi nghĩ rằng ấy không biết là bao nhiêu trăm năm từ nay mà nước Anh còn tồn tại với tư cách là một cường quốc, chắc chắn là họ sẽ phải gọi là xóa cái 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 cái, cái lịch sử của các vị thủ tướng các đời thủ tướng ở trong đất nước của mình bởi vì dưới triều đại thời của ông thì nó bắt đầu một cái kỷ nguyên mà đến ngày hôm nay chúng ta không thể nhận ra nước Anh của ngày xưa nữa, đúng không ạ? Ông cựu thủ tướng Anh Boris Johnson đã viết trong cuốn tiểu sử của mình để tiết lộ về một cái bí mật Rất là điên rồ Trong đó thì năm 2021 Ông đã tiến hành Đã lên một cái kế hoạch bí mật Để tấn công Bí mật vào Hà Lan Để mà lấy đi toàn bộ Cái vaccine gọi là Covid Trong kế hoạch của mình Boris Johnson Đã thú nhận rằng ông ấp ủ Và đã xây dựng một kế hoạch bí mật Gửi lực lượng đặc nhiệm Của Anh tấn công vào bờ biển Hà Lan trong cái thời kỳ đỉnh điểm của dịch corona corona cái gì corona virus. Mặc dù ông thừa nhận đó là một ý tưởng cực kỳ điên rồ nhưng mà ông đang có vẻ rất là tự hào khi khoe về cái kế hoạch đó trong cuốn sách uh, mới được viết của ông đang được chuẩn bị bày bán trên các kệ sách ở nước Anh. Và nghe chủ đề của nó thì có vẻ như ông đang muốn kiếm một mớ tiền để trả nợ. Một uh, cuốn sách mà trong đó uh, thì tiêu đề là unlist có nghĩa là kể hết. <laughs> tạm tạm dịch là kể hết, tiết lộ hết đấy. Cái kế hoạch của ông thì nó rơi vào thời điểm năm 2021, thời đỉnh cao của dịch Covid. À, lúc bấy giờ thì nguồn cung của các loại vaccine, đặc biệt là vaccine AstraZeneca, đang rất thấp, đặc biệt là nước Anh. Và lúc bấy giờ thì theo thông tin tình báo nào đó, nước Anh giới thể của ông lúc bấy giờ đã có thông tin rằng Hà Lan đang có một cái số lượng lưu kho khổng lồ liên quan tới số lượng vaccine kể trên, lên tới 5.000 liều. Và sau rất nhiều những cái vụ thương lượng với các cơ quan hàng đầu của Ủy ban châu Âu, để mà nhằm Hà Lan mở cái kho vaccine cho nước Anh một phần. Thì Johnson đã tiết lộ rằng ông đã chuẩn bị lực lượng đặc nhiệm để tiến hành một cuộc đổ bộ từ biển vào Hà Lan để mà và đột kích và chiếm lấy cái số lượng vaccine kể trên trong đó thì uh, chi tiết của vụ đổ bộ đã được uh, gọi là là, là 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 trình bày một cách rõ ràng là bao nhiêu sử dụng bao nhiêu xuồng xuồng loại gì và thổi hơi cỡ hơi như thế nào rồi là um, xâm nhập vào các bờ biển nào ở kênh đào của Hà Lan theo uh, người uh, theo theo ông uh, tướng trung tướng Du Chamer À, vào thời điểm lúc bấy giờ thì là phó tổng tham mưu trưởng của lực lượng phòng vệ của nước Anh. Thì ông ta đã nói với lại Boris Johnson rằng kế hoạch đó là khả có khả năng khả thi khá cao. Tuy nhiên sau đó kế hoạch đã bị dừng lại bởi vì người ta sẽ đặt ra câu hỏi là tại sao thì nước Anh lại đi tấn công vào một đồng minh NATO. Và chính những câu hỏi đó từ uh, người gọi là phó tổng tham mưu trưởng của ông. Cho nên là Boris Johnson đã nói rằng là tất nhiên tôi hiểu ông ấy điều ông nói là đúng và tôi đã bí mật đồng ý. Bây giờ thì tôi có thể nói rằng đó là một cái kế hoạch thực sự điên rồ Boris Johnson đã chia sẻ. và tí nữa thì thế giới có một cái chuyện vui đúng không quý vị. Đấy và lúc bấy giờ mà vụ đi tấn công xảy ra khéo nó liên quan ảnh hưởng đến cả cái cuộc chiến diễn ra vào năm sau 2022 bởi vì không khéo lúc bấy giờ thì anh với hà lan lại choảng nhau ở trong nato biết đâu được đúng không ạ vâng mỗi ngày chúng ta được hiểu biết thêm về boris johnson đúng không ạ là những ngày mà chúng ta càng cảm thấy không ngạc nhiên tí gì về tình trạng của đức anh ngày này vâng đến nước nhật một chút trong những ngày cuối tuần thì có những thông tin liên quan tới vị thủ tướng mới như vậy thì gần như chắc chắn là nội các nhật bản sẽ chọn ông uh, shigeru Ishiba trở thành uh, vị thủ tướng mới và gần như là vị thủ tướng này có một sứ mạng để tạo ra một cái phiên bản nato tại châu á khi uh, ngay khi chưa thành uh, nhận chức thì ông đã tuyên bố là sẽ chuẩn bị giải tán sớm uh, quốc hội đấy và tiến hành bầu cử sớm đồng thời thì ông lặp lại những cái lời phát biểu rằng là ukraine chính là một trong những cái viễn cảnh của châu á ngày mai nếu như mà chúng ta thay thế nga bằng trung quốc ukraine bằng đài loan thì rõ ràng là ở châu á chúng ta cần một cái tập thể như là nato để đảm bảo rằng cuộc chiến sẽ không diễn ra bởi vì đã không có một cái sự phòng thủ chung một cam kết phòng thủ chung đối với lại ukraine Ông nói thêm rằng là những cuộc khủng hoảng địa chính trị đang diễn ra xung quanh quốc gia của chúng ta đã đạt đến một mức độ mà cuộc chiến có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Chúng ta cần một phiên bản châu Á của NATO và chúng ta cần phải đảm bảo cái sự kiềm chế liên minh hạt nhân của nước Trung Quốc, nước Nga và Bắc Triều Tiên. Và lần này thì phiên bản NATO của châu Á phải thực sự áp dụng cái việc chia sẻ vũ khí hạt nhân với nước Mỹ hoặc là áp dụng uh, việc sử dụng vũ khí và lưu trữ vũ khí hạt nhân tại uh, khu vực châu Á và như vậy là mồm thì nói rằng là kiềm chế cái liên minh hạt nhân đúng không ạ Nhưng mà Vâng vẫn là mồm thì lại nói rằng là để mà kiềm chế thì phải thành lập một liên minh hạt nhân và đem vũ khí hạt nhân của người Mỹ đến. Như vậy có thể nói rằng là với cái tư tưởng của ông này, à, bản thân ông là một cái người khá diều hầu, cộng với lại những cái chính sách à, liên quan tới việc đối kháng với Mỹ Nga như vậy thì ông ấy là một trong những lý tưởng cái ứng cử viên lý tưởng cho chức thủ tướng Nhật Bản mà người Mỹ hằng mong ước. Đặc biệt là trước đây thì ông cũng đã từng xuất hiện ở trên các sân khấu với nhân vật à, nhân vật ma bư đấy quý vị. À không phải ma bư cái nhân vật uh, Phi Đe Đại Ca trong bảy viên ngọc rồng ấy có nghĩa là ông ấy cũng có một tí giống ông Zelensky đúng không ạ là thích diễn hài. Chúng ta sẽ đi qua một cái thông tin cuối trước khi quay trở lại khu vực Trung Đông, uhm, không thì hết thời gian. Ngày hôm nay thông tin đến từ nước Nga. À, một cái chuyến tàu đầu tiên xuất phát từ cảng xanh Vitekbu à, vượt qua khu vực Scandinavia và, và lên à tuyến đường à, phương bắc của nước Nga à, để mà tới vâng tới um, vùng biển của Trung Quốc trong một thời gian kỷ lục. Đấy, con tàu cá bay đã hoàn thành một tuyến đường từ xanh Petersburg tới Trung Quốc trong một thời gian ngắn nhất. Đây là con tàu lớn nhất đã vượt qua cái tuyến đường hành lang phương bắc ừ, à, trong khoảng thời gian 2 tuần. Um, So với lại đi qua kênh đào Suez của Ai Cập thì nó đã ngắn hơn tới 10 ngày hoặc là 2.800 dặm biển. Vâng, 2.800 dặm biển rất nhiều quý vị ạ. Không phải là dặm đất đâu, dặm biển cực nhiều. Đặc biệt là bây giờ thì kênh đào Suez thì gần như đã đóng đóng mở mở rồi. Cho nên là mọi người lại còn phải đi vòng xuống mũi hảo vọng ở Nam Phi nữa. Như vậy thì con đường này đã có một lợi thế tuyệt đối so với lại con đường khác và đây là một lần đầu tiên một cái con tàu lớn như vậy tham gia vào cái việc chở hàng hóa uh, cỡ lớn cồng cành uh, và bây giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa tuyến hành lang bắc phương bắc của nước nga là tuyến hành trình uh, gần nhất và đơn giản nhất nối từ nước nga uh, tới và châu âu tới châu á Vâng, trước đây thì tôi cứ nghĩ rằng là cái hành lang phương bắc này nó chỉ tiếp nhận những cái cảng ở khu vực phía bắc thôi nhưng mà tôi không ngờ rằng là nó chấp cả cái khu vực đi vòng quanh bán đảo Scandinavia này, đi qua Đan Mạch. Đấy thì có nghĩa là nó còn chạm đến cả khu vực này châu Âu nữa mà nó còn ngắn hơn đúng không ạ? Như vậy thì vâng, rõ ràng là một cái tuyến đường quá tuyệt vời nếu mà Nga giải quyết được các vấn đề băng giá thì chắc là cái tuyến đường này nó sẽ gọi là cướp hết miếng ăn của các tuyến đường khác mất. Theo thông tin từ lãnh đạo Nga thì đây là một trong sự kiện cực kỳ quan trọng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến triển vọng phát triển của tuyến hành lang Bắc Cực. Bởi vì các tuyến đường truyền thống đi qua các kênh bào Suez mất tới 2 tuần lâu hơn. Trước đây thì tuyến đường này đã tồn tại rồi nhưng mà các nhà vận tải đã không chọn tuyến đường này mà chọn các tuyến đường miền Nam. Tuy nhiên các chuyến đường miền Nam bây giờ thì đang xảy ra những chuyện chiến tranh can qua. Và tại thời điểm này thì anh lang phương Bắc của nước Nga đã được dọn dẹp một cách khá là gọi là an toàn. Cho nên trong tương lai gần rất có khả năng tuyến đường này sẽ đón nhận thêm rất nhiều các nhà tàu và họ sẽ cắt giảm được chi phí một cách đáng kể. Vâng, một cái uh, tuyến đường mà nó rút ngắn được tới 2 tuần hoặc là 2.800 uh, dặm biển đúng không ạ? Thì đó chính là một cái tuyến đường nó quá khủng đi. Vâng, về vận tải mình cũng chỉ biết thế thôi. Tất nhiên là hành trình đi qua khu vực này thì nếu ông nào mà chỉ cần hở ra mà không kín thì không khéo là nói chung là tai tiếc cũng mất luôn đúng quý vị, bởi vì nó rất lạnh. Mà tai là còn may, những bộ phạ, phận nhạy cảm khác mà nó cũng mất luôn thì cái uh, 2 tuần nó thực sự không bỏ. Và bây giờ thì chúng ta đến với lại cái sự kiện mà cứ mỗi lần tới là cảm thấy nó bị sự chết quý vị ạ. Đúng là cuộc chiến ở Trung Đông. Một cái một cái tai họa của nhân loại. Đúng không, quý vị. Tại sao mình nói tai họa? Bởi vì thực ra nó cả nửa thế kỷ này rồi. Từ lúc mà chúng ta sinh ra và lớn lên đã thấy oánh nhau tưng bừng khói lửa ở đây. Cứ dừng được vài năm rồi lại đánh nhau tiếp. Mà sự thật nó đau lòng là gì quý vị? ai cũng biết đúng không ạ ai cũng biết nếu như mà tỉnh táo nhìn lại uh, những người uh, do thái israel và những người uh, palestine những người liban gọi là say mê đánh nhau đúng quý vị họ say mê đánh nhau rồi cuối cùng là một ngày đẹp trời khi hai người gặp nhau ở thiên đàng mới hỏi là tại sao chúng ta dành cả tuổi thanh xuân để đánh nhau hai người gặp nhau và trên đường đến với chúa để quay ra đều trả lời là tôi cũng chả biết nữa đúng không ạ Đấy, thế nhưng mà à, nghe nói rằng là có người nói tiếng anh đến bảo chúng ta phải đánh nhau cho nên chúng ta phải đánh nhau quý vị công nhận không ạ oan oang tương báo nếu mà cứ như này thì không bao giờ chúng ta thấy kết thúc được cái việc này à, tất nhiên thì ở đây mình phải hiểu một điều chẳng ai vui thú cái việc là đến để mà khuấy đảo lên để gây ra chết chóc cả tất cả là những lợi ích địa chính trị Ngoài cái vấn đề liên quan tới việc là năng lượng vân vân thì chúng ta thấy một điểm rằng cái khu vực Trung Đông là một trong những khu vực mà nó khó đoàn kết thống nhất nhất. Nếu như mà nó đoàn kết và nó thống nhất ấy thì đây khu vực Trung Đông châu Phi này nó sẽ trở thành một trong những trung tâm của những cái dân tộc bị áp bức, đúng ạ? Và nếu mà nó đoàn kết thống nhất lại thì chắc chắn rằng là cái ngọn giáo nó sẽ chĩa về phía nào? Và tất nhiên là đem theo những cái nguồn tài nguyên khổng lồ. Đúng không quý vị? Và những cái nguồn lực, những nguồn tài chính, các nguồn tài khác nữa. Và tất nhiên là rơi vào tay kẻ thù của những người phương Tây. Và làm cách nào để mà chuyện đó không xảy ra? Chỉ có làm cách là luôn luôn tạo ra những đốm lửa. Đúng không ạ? Vài năm nó bùng nổ thành một cái rừng lửa. Đấy, rồi nó kết thúc rồi vài năm sau, uh, nó chuẩn bị đốm lửa nó gần dập tắt thì sẽ có cách để thổi bùng nó ngược trở lại. Một công đôi việc, người ta vừa duy trì được cái vị trí bá quyền, vừa gây hỗn loạn và các công ty uh, sản xuất vũ khí thì kiếm bộn tiền, các công ty năng lượng kiếm bộn tiền. Với những cái điều kiện mà nó hoàn hảo như vậy quý vị ạ, nó một công nhiều việc mà toàn được những mục đích quan trọng như vậy nữa thì có thể nói rằng là không tài nào để trung đông có thể thoát được, đúng không ạ? Cho nên nhiều quý vị chúng ta hay gọi là có một cái góc nhìn nó rất là khắc nghiệt với những người dân ở vùng này. Tôi nghĩ rằng ấy là chừng nào thế giới chúng ta mà còn có một cái một cái 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 sự gọi là bá quyền của một phe thì tôi tin chắc một điều rằng người ta luôn luôn và người ta không bao giờ người ta từ bỏ cái nhiệm vụ là làm sao phải biến ở cái vùng trái tim, cái vùng ngã tư của trái đất này nó càng hỗn loạn càng tốt bởi vì nó chỉ cần hòa bình nước trần bình yên thôi đúng không ạ một ngày thôi thì ngay lập tức là họ có khả năng sẽ bắt đầu cái quá trình mất kiểm soát đối với nó và chắc chắn sau đó là một cái thảm họa đấy cho nên là chúng ta có thể thấy không tất nhiên là có vấn đề về lịch sử nhưng mà lịch sử thì thế giới chỗ nào cũng có lịch sử cả chứ không phải là nơi này lịch sử là người iran đã sinh ra đã hận người israel người israel sinh ra đã hận người iran đúng không ạ hay là người Iran thì dòng Sai thì phải hận gọi là không đội trời chung với lại dòng Sunni. vân vân Đúng ạ. Rồi là những người Palestine thì luôn luôn là sinh ra đã coi mình là những cái người mà sẵn sàng tử vì đạo. Đúng ạ. Rồi những người Do Thái thì cảm thấy là phấn khích trước những cái chết, kể cả những cái chết của những đứa trẻ của người Ả Rập Palestine hoặc là ở Liban. Rõ ràng là không có cái lịch sử nào mà nó để lại một cái di chứng khủng khiếp như vậy cả tất cả nó là những cái nạn nhân của trò chơi địa chính trị mà thôi mà nếu chúng ta nhìn vào cái này bây giờ bảo là giải quyết cái này như thế nào không giải quyết được đúng không ạ không có cách nào giải quyết được trừ khi thế giới của chúng ta có một cái sự kiện mà nó sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề đó là nó thành cái thế giới đa cực tức là không còn một cái bên cán cân quyền lực nó vượt trội so với tất cả các cái đỉnh khác nữa đúng không ạ thì lúc bấy giờ người ta không thể nào người ta lạm dụng được những cái quyền lực như vậy để người ta là ngang nhiên làm những cái việc mà dẫn tới những cái cảnh đổ nát hiện nay đối với lại các dân tộc của trung đông trong đó có cả người israel nữa quý vị nhé phải nói rằng là cái kịch bản ở vùng Trung Đông nó cực kỳ hoàn hảo, đúng không? nó quá hoàn hảo, nó người ta không thể thoát ra được. Người Ukraine với người Nga, ấy, bây giờ tôi nói đơn giản như là người Ukraine bây giờ nếu là những cái người mà theo cái tư tưởng dân tộc mà một phần đông ở trong đất nước sinh ra bây giờ là coi như cái sứ mạng mỗi sáng thức dậy là phải tìm cách sau này để giết người Nga. Đúng không ạ? Điều đó thậm chí nó còn được ghi vào trong những cái văn bản giấy tờ một cách chính thức được huấn luyện trong nhà trường. Đúng không, quý vị? Ở Trung Đông tương tự như vậy Đấy, như vậy thì quý vị bảo làm sao Để mà có thể những cái diễn biến Nó cứ oan oan tương báo này mà nó có thể kết thúc được Không bao giờ có thể kết thúc được Và bây giờ thì tôi sẽ quay trở lại Với một cái diễn biến và rất nhiều những cái diễn biến Xung quanh cái việc mà Nhà lãnh đạo Hezbollah Cộng với rất nhiều lãnh đạo cao cấp Của Hezbollah đã bị ám sát Đúng không ạ à, Theo những thông tin Mà cách đây cũng không lâu Thì uh, Uh, tờ Reuters đã tiết lộ rằng vào chỉ cách cái thời điểm mà cuộc họp của cái ông An Ansat ấy, tức là lãnh đạo của Hezbollah đấy, họp ở dưới tầng hầm với lại quan chức của mình, trong đó có rất nhiều quan chức đến mười mấy quan chức liền, thì chỉ cách khoảng độ trên dưới một tiếng thôi, một cái thông tin bắn ra từ một cái kẻ nằm vùng trong lực lượng cao cấp của Iran nhé quý vị nhé, Iran đã bắn cho tình báo Israel để tình báo Israel đã nắm được thông tin và họ đã tiến hành cái vụ tấn công gần 100 quả bom nặng một tấn đã thả xuống khu vực đấy khiến cho 4 năm tòa nhà cao tầng đổ sập cộng với tất cả các cái bom ke ở dưới lòng đất đấy đã bị phá hủy san bằng video nó chỉ còn lại mấy cái hố mà đất những con lấp hết lên rồi là... có nghĩa là người ta đã nằm sâu dưới lòng đất rồi đấy. Tất nhiên thì chúng ta cũng không có nghi ngờ gì để mà có một cái kết luận rằng ấy là không chỉ ở các nước mà xung quanh Israel đâu mà kể cả ở Iran thì cái bàn tay gọi là tình báo của những người Do Thái họ cũng xâm nhập vào hết. Đúng không ạ? Đấy cho nên là tất nhiên thì đây là một thông tin mà chúng ta lấy từ báo chí, thì mình không biết là nó có thật 100% hay không nhưng mà sau đó thì iran đã họp hội đồng an ninh khẩn cấp và họ đã phải ngay lập tức di rời cái ông giáo chủ thì đủ hiểu một điều rằng iran đã ý thức được với những việc là lãnh đạo hezbollah bị ám sát trên đất của họ rồi tổng thống của họ bị rơi máy bay trực thăng đúng ạ thì tất cả mọi thứ nó đều liên quan đến nhau chứ nó không phải nó rời rạc gì như vậy thì Hầu hết những cái thông tin bí mật của các nước vùng Trung Đông của cái phe, mà không chỉ là phe đối kháng với Israel, mà cả phe thân với Israel, tức là Ả Rập, Ả Ai Cập, Ai Kiếp ấy, thì cũng đã lộ hết rồi, đúng không ạ? Thì cũng đại khái là bị thỏa hiệp hết rồi. Đấy, tất nhiên là tôi nói về vấn đề thứ nhất là trình độ của Mossad, trình độ của CIA và cái sự đầu tư tập trung, đúng không ạ? Tức là tiền tài đấy, thì họ có thể mua được hết. Chứ còn không thể nào mà chúng ta để ý rằng nhé Đến ngày hôm nay này Đến ngày hôm nay thì Excel tiếp tục tấn công vào các vị trí họp hành ở của những người lãnh đạo Hezbollah khác nữa Và họ nói rằng họ lại tiếp tục là sát hại được thêm những nhà lãnh đạo mới Thì điều đấy có nghĩa rằng là thông tin của những nhà lãnh đạo đến đâu là người ta biết được hết Và người ta tung đòn ra là chết ngay Đúng không, quý vị, trước đó thì toàn bộ một cái sở chỉ một cái lãnh đạo cao cấp trong cuộc họp 12 người cũng đã bị bom uh, trước khi cái ông lãnh đạo đấy. Thì cũng chúng ta thấy rằng đấy thật hầu như là trong toàn bộ cái dây chuyền lãnh đạo của Hezbollah thì đã bị xóa sổ hết chỉ còn lại mỗi một người và bây giờ ông ấy đang trở thành cái nhà lãnh đạo mới này. Đấy. Thì tất nhiên là Excel họ giỏi cái đã, đúng ạ? Về giỏi về các cái cuộc đánh phẫu thuật nhưng mà cái đấy thì nó chỉ là cái kỹ năng thôi. Đối với hoàn cảnh đất nước của họ thì tất nhiên họ phải giỏi. Vì họ làm lọt thỏm trong một đống gọi là là, là, là khiêu vũ với bầy sói, đúng không ạ? Thế nhưng mà cái câu chuyện chúng ta thấy là cái giỏi hơn của họ nữa là họ đã thâm nhập được, đúng không ạ? Họ thâm nhập được, và tất nhiên giỏi nhưng mà họ còn có tiền và được hậu thuẫn của người Mỹ. Nhưng họ thâm nhập được hầu hết vào các cái lực lượng ở đây. Và tôi nhìn thấy ở vùng miền Bắc Syria, ấy, như là tỉnh Elip chẳng hạn ấy, thì ở đấy sau khi cái vụ ám sát ấy xảy ra thì cái người dân ở vùng này họ tổ chức ăn mừng như là chúng ta đội tuyển chúng ta chiến thắng ấy xe máy xe miếc cờ quạt trên trống dập trời đi ra thì như vậy là và là là cái đại khái là ý tôi nói rằng là cái sự bám rễ đúng không ạ xâm nhập vào của người mỹ và người israel bằng các cái kỹ năng tình báo và tiền tài của họ nó khắp các vùng Trung Đông trong đó có cả những cái vùng rất thù địch như là lãnh thổ Syria, Aziz Bayzan để chúng ta biết rồi đúng không ạ? Tehran thì chắc chắn là cũng có thì mới dẫn tới những cái sự vụ gần đây như vậy. Thế thì còn các nước trong khu vực này thì thôi khỏi nói. Vâng, thế vậy thì sự kiện đấy diễn ra rồi đến lượt Iran là sơ tán lãnh đạo của mình rồi họp hành đúng không ạ? Rồi sau đó Iran tổng ông tổng thống mới đã tuyên bố rằng ông ấy tuyên bố hai cái tuyên bố. Thứ nhất, ông tuyên bố rằng là người Mỹ đã đứng đằng sau cái việc này, họ đã chuẩn bị giúp đỡ và bật đèn xanh để cho Israel tấn công. Như vậy là người Mỹ phải chịu trách nhiệm. Đấy và người Israel cũng phải chịu trách nhiệm và iran sẽ đại khái vẫn như là các tuyên bố thôi là sẽ không để chuyện này trôi qua mà không có lời đáp trả đại khái như thế thế nhưng mà thứ nhất là cái thông điệp đó của ông ấy nó nói lên một điều là cái nhận thức của ông tổng thống mới này có nghĩa rằng là ông ấy sẽ không bao giờ có thể uh, gọi là uh, ông ấy muốn thân phương tây đúng không ạ uh, tất nhiên là mình không nói về chuyện ông hoàn toàn ông quay về hướng phương tây nhưng ý nói rằng là ông là một cái người ôn hòa Đấy, tất cả những cái cương lĩnh chính trị và cái chủ trương chính trị của mỗi người người ta đều có cái định nghĩa hết. Người thì theo tư tưởng uh, cánh tả, người cánh hữu người thì cánh trung trung tả tả hữu hữu đúng không ạ? Cho nên là cái của ông này thì nó khá là ôn hòa. Nhưng mà đến thời điểm này thì ông nhận ra một điều rằng là không ai để cho ông ấy được ôn hòa. Đúng không ạ? Làm Tổng thống Iran đó là một cái công việc cực kỳ khó khăn. Là một công việc cam kết toàn phần 100% toàn thời gian chứ không thể part time được và chắc chắn là rất rủi ro đúng không ạ à, thứ hai đó là ông ấy đã nhận ra một cái điều là gì khi ông phát biểu là hóa ra là những cái lời hứa của Israel và Mỹ nói rằng là nếu như mà Iran không đáp trả trong cái vụ nhà lãnh đạo Hamas bị thiệt mạng tại thủ đô Iran thì cái câu chuyện ở Trung Đông sẽ đạt được hòa bình đấy người Mỹ chính người Mỹ đã nói như vậy và Israel cũng đã phụ họa cái chuyện như vậy Thế nhưng mà không phải, trong cái quá trình đấy Iran đã không làm gì thì người ta đã chuẩn bị để mà tung những cái đòn sấm sét vào Hezbollah, cái lực lượng ủy nhiệm quan trọng nhất của Iran và khiến cho tướng lĩnh Iran, quan chức Iran hàng đầu đã thiệt mạng ở đấy. Hôm nay thì người ta đã xác định được là ông uh, chuẩn tướng phó chỉ huy của lực lượng hộ vệ binh hồi giáo cách mạng một người mà có vị trí cực kỳ cao trong quân đội của Iran đã thiệt mạng. Đúng không ạ thì đấy, thì về lãnh đạo của Iran thì chúng ta thấy rằng là à, thứ nhất là trong một thời gian khá dài, vâng xin lỗi quý vị bị gián đoạn một chút, rồi sau đó những ngày vừa rồi thì ở xã hội của Iran người ta tụ tập rồi người ta trưng đèn màu rồi cờ quạt chiêng trống để người ta kêu gọi trả thù, đúng không ạ? đấy là cái tình trạng của Iran hiện nay và bây giờ thì chúng ta cũng không biết rõ cái lập trường của Iran như nào, nhưng mà Uh, theo thông tin từ Iran thì Iran và Hezbollah đang chuẩn bị uh, theo đúng cái nghĩa phiên âm, nó nghĩa là đang chuẩn bị một cái địa ngục thực sự cho Israel. Đấy, <laughs> tuyên bố đến từ hai bên. Còn ở chính Liban, thì sáng ngày hôm nay người ta đã xác nhận rằng là cái người cháu của ông Tổng Thư Ký đã thiệt mạng, đã lên để mà thay ông ấy làm Tổng Thư Ký mới. Đấy, và Có rất nhiều những cái thông tin liên quan tới ông ấy nhưng mà rõ ràng thì chúng ta cũng thấy rằng cái đấy nó không quan trọng đúng không ạ? Cái quan trọng nhất là cái quan điểm của Iran như thế nào liên quan tới những cái bước tiếp theo. Bởi vì là có lẽ đến thời điểm này thì ai cũng biết rằng là lãnh đạo của Hezbollah với lại Iran thì họ cũng như là một thôi đúng không ạ? Rồi sau đó thì ở Hamas người ta cũng đã thống nhất mặt trận với lại Hezbollah. Rồi ở Yemen thì sau khi tuyên bố bắn hạ thêm một chiếc UAV Reaper nữa thì người ta nói rằng à, người ta đã tiến hành tấn công thẳng vào Israel, và sân bay quốc tế Ben Gurion sau khi mà ông Netanyahu từ Mỹ trở về. Nhưng mà chắc là cũng không có hề hấn gì. Cộng đồng quốc tế thì chỉ có nước Nga tại thời điểm này là một nước lớn phản đối lên án Israel về hành động để leo thang căng thẳng. Đấy, Trung Quốc chưa nói gì còn Mỹ thì cả ông Joe Biden và bà Kamala Harris đều chứng thực và ủng hộ cái việc tấn công sát hại Hezbollah bởi vì là ông đó là một trong những người đã gây ra rất nhiều đau thương cho người Mỹ, đại người Israel và cả người bang nữa. Các quốc gia mà thân nga như là Venezuela, Triều Tiên vân vân thì cũng là nói phản đối theo cái phong cách của người nga. Rồi bây giờ trên bộ thì Israel đã tuyên bố là họ sẽ đang tiến hành những công tác chuẩn bị cuối cùng để mở một cái chiến dịch giới hạn vào vùng miền Nam Liban. Chúng ta cũng nhớ rằng là trước khi mà cái vụ đấy tấn công ám sát ấy xảy ra ấy, thì Israel đã đưa ra một cái đề xuất hòa bình mà nó giống như là tối hậu thư, có nghĩa là bắt Israel phải lui 7 km về hướng bắc, đúng không ạ? Rồi là À, vâng tạo vùng đệm 7 km vùng quân sự ấy, rồi lui về phía bắc của bờ sông liki rồi đại khái là đâu đấy nhỉ quên mất cái điều khoản thứ ba giải tán Hezbollah đúng không ạ đấy tức là một cái đề xuất nó như tối hậu thư ấy, đã khiến có lẽ là khiến cho quan chức Hezbollah phải họp hành như thế nào đó vì bức xúc quá đúng không ạ cho nên là họ đã nắm được những thông tin họp hành sau đó để họ sử dụng bom để tấn công ám sát Thế thì tất nhiên những diễn biến đấy nó còn những cái vụn vặt đúng không ạ? Chúng ta cũng đã thấy là nói về cái chuyện chi tiết này nó rất là nhức đầu. Thế nhưng nó có một cái vấn đề là bây giờ thì nó sẽ như thế nào? Thì đấy là cái điều nó quan trọng đúng không ạ? Thế thì sau những cái sự kiện như này tôi không biết rằng là um, phía Israel họ có tấn công thực sự hay không? Tôi vẫn cảm giác rằng là tất cả những gì họ làm ấy là họ làm những thứ mà họ làm tốt nhất. Có nghĩa là tấn công theo phong cách ám sát tấn công dòng lửa bằng không quân đúng không ạ bởi vì là Li-Băng họ đâu có hệ thống phòng không đâu cho nên là rõ ràng là đấy là cái thế mạnh nhất của israel và họ làm rất tốt cái việc đấy à, rồi họ tấn công bằng các loại thiết bị tin nhắn cũng như là rất tốt đúng không ạ nó cũng là cái báo hiệu của cái việc là họ chuẩn bị tấn công nhân bộ thế nhưng mà nó cũng là một cái báo hiệu là họ sẽ không tấn công nhân bộ bởi vì họ làm những cái việc tăng cường những cái việc họ làm tốt nhất rồi, đúng không? ạ? Còn họ biết là nếu họ tiến công vào Liban thì cũng không hề đơn giản. Đấy, trừ khi nó là một cái cuộc tấn công mang tính chất là chỉ vào để dọn dẹp rồi rút đi, đúng không ạ? Hoặc là rìa rìa biên giới thì không không có cái rủi ro lớn. Chứ còn chắc chắn là sẽ rất khó để mà có thể tiến vào một cái chiến dịch giống như họ làm cách đây gần chục năm, hơn chục năm cho nên là về Excel thì chúng ta chưa có một cái dữ liệu nào để mà khẳng định rằng họ có thể làm gì sắp tới chúng ta chỉ biết một điều rằng ấy là về Excel thì họ phải đưa những cái xung đột mà đang theo kiểu mưa dầm dấm đất này lên tới đỉnh điểm để sau đó họ lợi dụng cái cái giai đoạn đỉnh điểm đấy ở cái thế thượng phong để họ xuống thang để cuộc chiến nó xuống thang có lợi cho họ đấy, để cho mọi thứ mà nó đuổi dần đi nó nguội dần đi đấy đấy là cái của iran bởi ơi ừ, bởi vì thực ra israel bây giờ ấy, thì cái vấn đề lớn của họ không phải là chuyện đánh đấm mà là cái vấn đề kinh tế xã hội đúng không ạ nếu như mà họ tiếp tục để cho các lực lượng hồi giáo kháng chiến mà tấn công vòng cộng vo xung quanh đất nước của họ mỗi ngày thì chắc chắn nó ảnh hưởng tới các vấn đề kinh tế xã hội rất nhiều kể mấy chục hàng trăm nghìn người miền bắc đã phải lưu lạc cái tổn thất về kinh tế xã hội của israel nó cực kỳ lớn nó cái cái ảnh hưởng của nó cực kỳ là lớn nếu như mà một cái đất nước làm lọt thòm trong một cái trận địa rất lớn đúng không ạ của các nước thù địch thì có thể nói là cực kỳ ảnh hưởng cho nên về phía Israel thì chúng ta vẫn chưa biết được đúng không ạ đấy nhưng mà chúng ta nắm được những thông tin như vậy à, thế còn về Iran và các lực lượng kháng chiến thì chắc chắn là họ sẽ đáp trả thôi Cái việc mà Hezbollah nhanh chóng bầu ra một người mới Và họ tuyên bố rằng là không có ảnh hưởng gì Đến cái định hướng phát triển Đúng không ạ thì điều đấy cho thấy rằng là sẽ vẫn tiếp tục cái cuộc chiến tranh kéo dài với Israel từ Hezbollah cho tới Hamas cho tới Houthi cho tới Syria cho tới Iraq và cho tới Iran. Đấy, còn cái cách lựa chọn thì tôi cũng không nghĩ rằng có cái gì nó lớn. Câu chuyện rằng những cái người chiến binh Hồi giáo thì họ chỉ có chờ Israel vào biên giới Liban để đánh nhau thôi chứ còn nếu như để mà đánh vào Excel thì họ không có khả năng, đúng không ạ? Thế cho nên là cái câu chuyện rằng là liên quan tới cái vùng này thì chúng ta thấy là hai bên làm như nào, có lẽ họ vẫn làm như vậy. Excel thì vẫn chủ trương như vậy để họ xuống thang và họ đạt được cái lợi thế về truyền thông để mà tạo ra một chiến thắng trước khi rút lui. Nhưng mà còn Iran và Hezbollah thì tôi tin chắc rằng là họ sẽ tiếp tục cái cách như bây giờ, có nghĩa là họ vẫn tiếp tục kiên nhẫn và tấn công để đạt được cái mục đích là họ sẽ đẩy họ sẽ gọi là hất cảng hoàn toàn cái sự hiện diện của người Mỹ và các thế lực chống họ ra khỏi cái khu vực uh, ở phía bắc của vùng uh, vùng Li Văng tức là cái vùng từ Israel hất lên ấy. đấy liên quan tới Iraq Syria Li Băng, Iran trong đó có những cái lực lượng uh, ở Li của Syria và một vài tỉnh thành nữa. Đấy, thì bây giờ trong cái cuộc chiến này chỉ có kéo dài cuộc chiến theo kiểu này thì họ mới trục xuất người Mỹ được ra thôi chứ còn bây giờ đánh nhau to thì họ không bao giờ có thể ăn được người Mỹ mới là Israel mà chắc chắn nó sẽ leo thang đến những cái hành động không thể đoán trước được bởi vì Israel có vũ khí hạt nhân người Mỹ thì vũ khí hạt nhân uh, họ có đầy và hỏa lực của họ khủng khiếp ở khu vực này đúng không ạ cho nên là với cái cường địch như vậy chắc chắn họ sẽ không lựa chọn một cái biện pháp kiểu như là tất tay nhưng mà đánh kiểu mà cứ từ từ để mà bào mòn thì không ai có thể đáp trả một cách dữ dội được. Đấy. Còn XN thì cùng lắm thì họ cũng chỉ làm những cái đòn phẫu thuật ám sát như này thôi. Và tôi nghĩ rằng chuyện này đâu phải lần đầu xảy ra ở vùng Trung Đông đâu. Ờ, hôm nay thì buổi sáng tôi đã nói về việc là có vẻ như là những người lãnh đạo Hezbollah, Hamas ấy là khi còn sống họ đã chuẩn bị cho vấn đề hậu sự rồi. Thì chiều nay thông tin đó là như vậy đấy quý vị Có nghĩa rằng là họ khi mà họ đã chấp nhận một cuộc chiến với Israel thì họ đã gần như chấp nhận họ sẽ có khả năng chết rất cao, đấy tức là cái người mà còn sống người ta đã nói về cái ông tổng thư ký như vậy. À, còn về Iran thì chúng ta thấy có một cái sự mở mắt đúng không ạ à, của cái những cái người lãnh đạo à, của đất nước là tổng thống. À, tất nhiên giáo chủ là giáo chủ là người quyết định nhưng mà cái điều người thực hiện ấy, thì vẫn là cái người tổng thống quý vị nhé chứ không phải là giáo chủ làm hết mọi thứ ông ấy là người mà chủ trương cho nên là cái việc ông tổng thống ông ấy có những cái phát biểu như vậy thì mình cũng không biết thực sự là như nào, nhưng mà cơ bản chúng ta thấy có một cái sự nhận thức rõ ràng đúng không ạ? Và thực sự ấy thì nhìn kỹ ông ấy thì chúng ta thấy rằng một điều rằng là gì cũng không hiểu là tại sao người Iran đã bầu ông lên. Thực sự như vậy và có thể nói rằng Iran khá là dân chủ bởi vì ông ấy ông nhắm vào những cái chương trình nghị sự để mà đại khái là lấy cử tri từ những cái lực lượng phụ nữ thì không có cái gì là sai, đấy là điều rất là đúng thôi thế nhưng mà trong cái trường hợp như của Iran bây giờ họ đang có một cuộc chiến cực kỳ cam go với lại người Mỹ phương Tây và cả Israel ấy, thì những cái người lãnh đạo vậy nó không có phù hợp đúng không ạ đấy mình mình nói đơn giản cái người lãnh đạo mà trong thời chiến này ấy, thì phải là những cái người gai góc những cái người mà nó mang cái tính chất là nó khá thiên về cái sức mạnh đúng không ạ và nó khá có một cái gì đấy nó 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 biết bỏ qua những cái yếu tố đại khái là với mình gọi như kiểu là nhà cao cửa đẹp ấy đúng không ạ à, vợ đẹp con khôn ấy tức là một cái gì nó đầm ấm mà đi theo một con đường nó gai góc thì cái ông này là cái phong cách của ông là phong cách đầm ấm đấy, phong cách ôn hòa còn cái người lãnh đạo trước thì nó là gai góc nó theo cái phong cách của hezbollah đấy thế thì cái Ý nói là như vậy thì không biết rằng là đấy là cái cảm nhận của tôi thôi nhé quý vị nhé. Thì sau cái sự kiện này nó có thay đổi cái gì liên quan tới cái chủ trương lãnh đạo của ông tổng thống hay không. Bây giờ thì hai bên tiếp tục đang giao lưu tên lửa và bom đạn đấy và Israel tiếp tục tấn công vào Liban gây ra tổn thất rất lớn. Tôi cũng không biết là tổn thất dân thường hay là như nào nhưng bầu trời mù mịt bom đạn, nhà cửa đổ nát có thể nói là không kém gì Gaza. Còn Liban thì họ cũng tấn công vào nhưng mà rõ ràng là những đoàn tấn công của Liban thì nó không gọi là trên một cái quy mô lớn và nó không đạt được cái độ nét giống như những ngày trước đó. Thì có thể nó cũng ảnh hưởng do các cái vấn đề liên quan tới những chỉ huy cao cấp của họ, đúng không ạ, bị tổn thất trong thời gian vừa qua. Chắc chắn là sẽ có những cái chạch choạc trong thời gian tới rồi. Còn cách đây ít giờ thì Israel cũng tấn công vào cảng một cái cảng lớn nhất của Houthi. Đấy, và bom đạn cũng mù trời, à, cái kho dầu ở đấy nó bị bốc nổ lên tận trời xanh và đâu đấy đã có mười mấy người bị thiệt mạng ở cái vụ tấn công đó. À, đó là những cái uh, gọi là thông tin xung quanh những khu vực trung đông thì nó còn nhiều các cái vấn đề liên quan tới tiểu sử của nhà lãnh đạo mới rồi là các lịch sử của hezbollah rồi này nọ israel vân vân như thế nào chúng ta không đủ thời gian để đi kỹ từng chi tiết đấy trong có lẽ trong lần khác nhưng mà đến bây giờ thì chúng ta đã nắm được những cái tư tưởng, tình huống của các bên, đúng không ạ? Chỉ còn cái vấn đề của người Mỹ thôi thì chúng ta cũng đã biết, đúng không ạ? Chúng ta đã nói ngay từ cái lúc đầu rồi. Đấy, với những phát biểu của người Mỹ như vậy và sự im lặng của Donald Trump, ờ, thì chúng ta cũng biết là người Mỹ chả có cái gì thay đổi đây cả. Mục tiêu của họ trước đây vẫn như thế thôi. Vâng, cảm ơn quý vị rất nhiều và chúng tôi sẽ gặp lại quý vị trong phần giao lưu câu hỏi địa chính trị ngay sau đây. Chắc chắn rằng câu chuyện này nó sẽ còn rất dài tập và còn rất đau đầu. Vâng, từ ngày đặt tên đặt bừa bãi tạm bỡ là tên chương trình là ăn cơm khoai hỏi xiên đáp sỏ thì toàn câu hỏi xiên quý vị ạ. Thực tế tôi lang thang trên mạng quý vị ạ, tôi cũng chỉ thích bình luận những cái gì mà nó xiên sỏ này, thế mới lạ chứ. Thế còn ví dụ như nhìn thấy tấm gương người tốt việc tốt thì mình cũng chỉ biết like thôi, mình chả biết nói gì cả. Vâng, hãy bắt đầu bằng một câu hỏi. Và nói như vậy tôi rất là trân trọng bất kỳ một câu hỏi nào quý vị nhé. Không có một câu hỏi là nó không trân trọng cho dù trái chiều hay là không trái chiều và loại khái cao, cao cấp hay là thấp cấp tiểu học hay là cao học quất tất. Phan Sơn có cảm thấy rằng là Trung Quốc đang có dấu hiệu làm hòa với Mỹ hay không? Hay là quan hệ của họ có một sự đi đêm để chống Nga? vâng đây là một uh, câu hỏi của một người thân nga rồi đúng không ạ khi chúng ta yêu quý một điều gì chúng ta thường có một cái sự uh, lo lắng nó thái quá đúng không ạ bây giờ chúng ta nhìn vào uh, cái vấn đề gọi là tam quốc diễn nghĩa ở trong cái quan hệ tây ba uh, nga trung mỹ đúng không, quý vị đấy đúng rồi, nga trung mỹ thì không còn nghi ngờ gì nữa nước mỹ là quốc gia nói về cái tiềm lực thì họ sẽ bằng nga mới chung cộng lại. Thế nói chung như quý vị nhá, nói chung chung thôi chứ mình không có bóc tách nó quá nhỏ ra. Ý nói là gì? Là mỹ hội tụ đủ cả những tất cả những dấu hiệu trở thành cường quốc, nhưng mà có hai cái lĩnh vực lớn đó là lĩnh vực uh, quân sự, đúng không ạ? thì nga mạnh về quân sự nhưng kinh tế của nga lại không ở tầm cường quốc siêu cường. Còn uh, về kinh tế thì trung quốc đủ tầm siêu cường kinh tế để 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 đối kháng với Mỹ nhưng mà họ lại không có cái tiềm năng quân sự như Nga. Hay mình nói là chưa. Đúng không ạ? Trung Quốc chưa có tiềm năng quân sự như Nga nhưng khả năng họ sẽ đạt được trong một tương lai. Còn Nga thì có thể nói rằng rất là khó để họ có thể trở thành tầm cỡ siêu cường kinh tế. À, họ có thể trở ở trong top 5 đấy hoặc top 10 nhưng mà bảo là lọt vào cái top 3 thì khá là khó bởi vì những cái yếu tố nó tự nhiên đó đúng không ạ yếu tố địa lý tự nhiên yếu tố về nguồn lực con người những cái đó là những yếu tố mà nó luôn là cái cố hữu điểm yếu của người nga từ nhiều trăm năm nay rồi thì biết đâu đấy trong tương lai người ta đẻ dầm dầm một người đẻ mười đứa đúng không ạ thì lúc bấy giờ nó mới khác được chứ còn bây giờ thì chắc là chưa à, nếu mà nga chuyển thủ đô về các cái vùng ấm ấm ấy đúng không ạ mấy cái vùng phía nam uh, sochi thôi chứ thì biết đâu đấy thế thì như vậy chúng ta thấy rằng bỏ qua những cái yếu tố siêu cường khác như là công nghệ rồi là năng lượng rồi là lương thực thực phẩm địa chính trị vân vân thì chúng ta thấy một điểm rằng là uh, hai ý tôi nói là nước nga mới uh, lại trung quốc phải bắt tay nhau thì họ mới có thể thách thức được vị trí bá chủ của nước mỹ có nghĩa rằng ấy là nước ngụy nước thục và nước ngô phải bắt tay nhau thì mới có thể giữ thế chân vạc được đúng không quý vị đấy chúng ta quay trở lại cái vấn đề bàn cờ tam quốc là như vậy nếu như hai nước này mà chỉ có một cái gì đó mà mất đi cái sự liên kết tương hỗ nhau thì chắc chắn là họ sẽ trả giá và trong tam quốc chúng ta đã biết rồi thực ra ấy, cái người ông la quán trung ông viết tam quốc ấy tất cả những cái giai thoại tam quốc nó đều phản ánh đúng cái cuộc đời thực của chúng ta trong cuộc đời cũng như là trong tổ chức trong một đất nước và trong cái bản cờ địa chính trị. Đúng không, quý vị? Hai cái nước thuộc vào nước ngô thì nó có hai thứ để nó tương hỗ với nhau. Một là nước ngô nó rất mạnh về kinh doanh. Đấy, buôn bán và với nó toàn khu vực sông Hồ thôi. Nó rất mạnh về 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 thủy chiến. Và kinh doanh thường còn nước thuộc thì đánh nhau rất là giỏi. Và khả năng phòng thủ rất tốt. Vì ở trên đồi núi. Đấy, gọi là mình gọi là sơn cước đấy. Cho nên hai cái quốc gia đấy nó phối hợp với nhau thì nước Ngụy không thể nào phá thế trận liên thủ được giữa Thục Ngô. Mặc dù Ngụy thì bằng cả Ngô và Thục cộng vào nhân mới lại một vài lần. Đúng không ạ? Đấy. À, tức là về GDP thì nước Thục ở lúc đỉnh cao nhất chỉ bằng một phần ba của nước Ngụy thôi. Mà lúc bây giờ nước Ngụy cũng không phải là đỉnh cao. Như vậy là cả Thục với Ngô cộng vào thì chắc là chỉ bằng một nửa hoặc là bằng hai phần ba cái GDP. Và số lượng người thì còn thấp hơn nhiều. Bởi vì chúng ta biết rằng là cái vùng mà trước cái thời nhà Tống ấy và thời Nam Bắc Triều ấy thì cái thời Tam Quốc là một cái thời nó khá là cổ đại, Đó, nó chỉ đầu cái thời phong kiến thôi. Và cái thời đấy ấy, thì hầu hết người dân Trung Quốc người ta sống ở các khu vực lưu vực sông Hoàng Hà. Phía Bắc sông Trường Giang và phía Bắc của sông Hoàng Hà. Đấy, tức là vùng Hà Bắc và vùng uh, gọi là Biện Kinh đấy, đúng không ạ? Đấy, Lạc Dương, uh, Thạ, Lạc Dương rồi Trường An, Sơn Đông. Có nghĩa là giữa hai bờ sông và phía Bắc bờ sông Bắc. Chứ còn đến sau cái thời mà nhà Tống thì khi bị quân Kim đánh thì nhà Tống họ mới phải di chuyển kinh đô về phía Nam. Và lúc bấy giờ thì cái miền Nam ấy nó mới phát triển rực rỡ. Còn cũng phải sau đến cái thời Nam Bắc Triều tức là sau nhà Tấn sau cái thời loạn lạc Tam Quốc ấy, thì nhà Tấn nó chia năm Sẻ bảy thì bắt đầu người ta mới lưu lạc xuống miền Nam thì nó bắt đầu mới xôm tụ chứ còn thực ra thời đầu ở đấy là dân thưa dân nó rất là thưa thớt kinh tế tuy là nó phát triển uh, so với lại vùng thục nhưng mà nó cũng không phải là ở cái mức độ gọi là là xôm tụ như là sau này một cách đáng kể cho nên là về mặt GDP ý nói rằng là cái khả năng công nghiệp thương mại thủ công nông nghiệp và dân số thì kể cả hai quốc gia này cộng lại thì cũng không bằng cái nước ngụy và nó rất giống như những cái gì mà đang diễn ra trong cái thời điểm hiện nay một cách tương đối, đúng không ạ? Thế thì cái câu chuyện chúng ta thấy rằng là nước ngụy mới được thục thì gọi với nhau là liên thủ hai nhà cái gì đấy tôn lưu. Thế nhưng mà cơ bản thì họ cũng là đối thủ với nhau thôi. Và thực tế thì trên thực tế thì họ là kẻ thù địa chính trị của nhau. Đúng không ạ? Nhưng mà vì tình huống cho nên họ phải liên thủ. Đấy và cứ lần nào trong lịch sử Tam Quốc mà họ um, quay ra họ đánh nhau thì y như rằng là hạ một trong hai thằng đấy bị ngụy ấn đện cho. Đúng không ạ? đấy thế và cuối cùng thì uh, sau một cái trận quyết đấu của trận di lăng thì uh, nước thục đã đánh vào nước ngô và sau trận di lăng đấy thì uh, gọi là lưu bị cũng một năm sau là qua đời các tướng lĩnh cũng dần dần đi hết và cuối cùng là họ rơi vào trạng thái suy kiệt đất nước đúng không ạ đấy rồi cuối cùng là lay lắp thêm một thời gian nữa rồi cuối cùng bị nước ngụy chinh phục Đấy, lúc bây giờ thì cái nền kinh tế của nước thuộc nó quá nó gọi là bao nhiêu nguồn lực là chỉ đem đi đánh nhau hết rồi. Đấy và nó giống như cái tình trạng Ukraine bây giờ là có bao nhiêu người, bao nhiêu của là lôi ra đánh nhau mới lại ngà hết của Ukraine đấy mà toàn là đánh nhau ở cái thế nó rất là bất lợi thôi thì mặc dù là người ta tô vẽ về những cái tài năng quân sự và vùng địa thế hiểm yếu nhưng mà cũng không cầm cự được đúng không ạ bởi vì họ không còn một cái sự thứ nhất là không còn liên kết mạnh với Đông Ngô là một nơi rất mạnh về kinh tế thủy chiến và bọc sườn mà họ đơn phương độc mã đánh nhau mới lại quân ngụy và thời điểm mà về sau này thì nhà Ngô còn mắc thêm nhiều những cái Uh, sai lầm nữa là họ còn sau vài trận đánh mới lại ngụy thì họ lại đi họ liên thủ với nhà ngụy và sau này là cái nhà tấn đấy đúng không ạ nhà, nhà 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 tấn đúng rồi để mà đại khái là là là, là, là sơ muối của thục đồng thời giúp nhà tấn hoặc là bình ổn chiến tuyến với nhà tấn để nhà tấn nó tập trung toàn bộ nguồn lực để nó đập um, thục và cuối cùng nó đập thục xong thì nó quay sang nó đập nốt đấy đúng ạ à. đấy chúng ta tưởng tượng là ví dụ như chúng ta bây giờ mỹ mà quay sang đập nga tức là đập thục ấy, thì từ cái sườn của cái vùng tây xuyên tứ xuyên hiện nay ấy, đúng ạ à, thì họ đánh tập hậu vào lưng của cái vùng đông ngô tức là vùng nam kinh bây giờ thì trung quốc cũng tèo luôn đúng ạ à, đấy câu chuyện nó đơn giản như vậy đấy là lý do mà chúng ta thấy một điểm rằng là gì sau khi nước mỹ phát hiện ra sự liên thủ giữa người nga và người trung một cách bất đắc dĩ và hoàn cảnh đúng không ạ thì họ đã có những hoạt động tấn công đe nẹt cả hai bên nhưng mà một thời gian đầu họ biết rằng cái thế liên ỷ dốc đấy không bao giờ có thể phá được nhất là hai nước lại dựa vào lưng nhau đúng không ạ giống y như thục và ngô cho nên là thời gian gần đây thì chúng ta thấy rằng là mỹ tăng cường chống nga nhưng mà rất nhiều những cái uh, thủ thuật ngoại giao để ve vãn trung quốc Đấy, về vạn Trung Quốc, trong đó có cả những cái vấn đề, à ơi, về chuyện Đài Loan, vũ khí rồi là này nọ, vân vân, tất cả những hành động của chúng ta đều thấy rằng Mỹ, một là họ đi rất nhiều chuyến ngoại giao, họ ướm thử cái ý tứ rồi họ có những hành động chia tay với Trung Quốc, vân vân, đúng không ạ? và như vậy thì mỹ chỉ làm một cái bài nó rất là đơn giản giống như là cây nước ngụy và sau này là nước tấn thôi họ muốn cách ly uh, giữa trung quốc và nga ra để họ đập nga trước đúng không ạ sau đó họ dễ dàng để hốt trung quốc nếu như mà họ giành được nga rồi thì trung quốc nó chỉ là một phát búng là chết ngay tôi đang nói về một cuộc chiến tranh lai quý vị nhé chứ tôi không nói về chuyện là bom đạn giết người đúng không ạ kể cả người mỹ có cô lập nga với lại trung quốc bao nhiêu thì đánh nhau trên bộ thì chả ai ăn được ai đâu nhưng mà đánh chiến tranh lai thì tôi nghĩ rằng là về vấn đề kinh tế xã hội ấy, thì mình nhìn trên cái bối cảnh như tam quốc có nghĩa là vài chục năm trăm năm ấy, đúng không ạ chứ mình không có nghĩ một hai ba năm thì nước nga cũng không thể cầm cự được nếu như mà họ bị uh, bị, bị ly gián khỏi trung quốc bị ly gián khỏi cái bán cầu phương nam đúng không ạ hoặc là họ sẽ không ý nói rằng họ sẽ bị Mỹ nhốt vào. Họ mỹ nhốt con gấu vào trong cái hang đấy, tức là Nga sẽ không còn gọi là vùng vẫy được nữa. Cho nên chúng ta thấy cái hành động này của người Mỹ, họ đã một cái bài chia để trị rất là kinh điển thôi, đúng không ạ? Cũng là cái của thời Tam quốc của nước Ngụy. Đấy, câu chuyện như vậy. Thế thì bây giờ đặt vị trí của nước Trung Quốc giống như nước Ngô đi. Đúng không à, ạ? Giống Ngô như ngày xưa, nó cũng giống rất là giống đấy. Bởi vì là chúng ta thấy rằng là nước Ngô Trung Quốc thì nó cũng ở gần biển đúng không à? ạ? Sông ngòi dày đặc và buôn bán thương mại làm ăn rất là tốt. Còn nước Nga thì dựa vào thế đồi đồi núi và lục địa để mà có thể phòng thủ cực kỳ gì tốt. Sản vật phong phú, vân vân, đúng không à? ạ? Nhưng mà người Thưa Thớt Thế thì cái câu chuyện rằng là nước Mỹ sẽ nếu đúng theo cái bài chưa để trị kinh điển mà có từ thời Tam Quốc thì họ sẽ gây ra một cái sự nghi ngờ, nghi hoặc để ly gián giữa Trung Quốc và nước Nga. Trong đó có một cái bài nó rất phù hợp với lại cái nhà ngô thời đó. Đó là nhà ngô sau khi mà thấy nước ngụy chỉ có tập trung đánh nhạ đánh nước thục thôi ấy, thì đã quay sang chủ quan để mà ký hòa ước với nước ngụy. Đấy, đánh nhau được vài trận xong quay sang ký hòa ước và như vậy nước ngụy nó cất toàn quân để nó đánh thuộc bao vây kinh tế rồi là tấn công chính trị vân vân dẫn tới là nước thuộc nó suy yếu và cuối cùng là ngô chết thế thì như vậy ở cái khía cạnh trung quốc này chúng ta không có biết được rằng vâng câu hỏi là gì nhỉ và câu hỏi là là đại khái là liệu Trung Quốc làm gì uh, trước sự ve vãn của Mỹ để ảnh hưởng quan hệ Nga đúng không ạ? thế thì chúng ta cũng chịu chúng ta không biết rằng là Trung Quốc sẽ làm gì à, về cơ bản thì cái lòng người người ta thấy lợi là người ta sẽ ham đúng không ạ thế nhưng nếu Trung Quốc nhớ về tổ tiên của họ đúng không ạ thì chắc chắn họ sẽ không quên cái bài học Tam Quốc sau này Trung Quốc nó còn nhiều những cái bài học như thế giống y như này nữa nhưng mà Tam quốc là cái thời mà nó là, 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 là kinh điển nhất để chúng ta nhìn thấy nó liên quan tới cái cái địa chính trị tình huống hiện tại của thế giới chúng ta ngày nay và có vẻ như là họ đã nhớ bài học của ông cha của họ cho nên là họ tiếp tục đi tới Moscow và bắt tay bắt chân rồi đến Liên hợp quốc và nói với nhau rằng là quan hệ chưa bao giờ tốt như thế và thúc đẩy này nọ rồi giải quyết các vấn đề rồi tiếp tục quay ra mắng chửi đúng ạ đấy, dèm pha rồi vân vân có nghĩa rằng là những hành động thời gian gần đây là Trung Quốc đã tát nước lạnh vào mặt của nước Mỹ của nước Ngụy có nghĩa rằng là còn lâu mới có thể cách ly ly gián được cái tình anh em của chúng tôi ví dụ như vậy có nghĩa rằng đây nó là một cái mắt xích để khai thác còn Mỹ không thể khai thác được nước nga đúng không ạ cũng như là nước Ngụy không thể nào buông xuôi được nước Thục đấy bởi vì nước Thục là một nước đánh nhau rất giỏi và đã có lần còn định chiếm cả Trường An chỉ cách một khoảng không tức là nhìn thấy trong tầm nhìn và nếu mà nó tiến tới thì coi như mất luôn thế cho nên là về quan hệ nga mỹ về đối kháng thì chắc chắn là muôn đời sẽ không bao giờ có chuyện dừng lại được trừ khi mà nó phá thế chân kiềng và nó hình thành thế đa cực đúng không ạ và phá thế đối kháng thế còn nếu mà là còn thế kẻ thù của nhau thì chúng ta sẽ thấy là mỹ với nga là không có chuyện khoan nhượng nhưng mỹ với trung thì có thể khoan nhượng bởi vì bản chất của trung quốc nó là bản chất về kinh doanh đấy nó là một cái con bệnh buôn bán sản xuất buôn bán đúng không ạ còn nước nga thì cách hành xử của họ cũng khá giống nước thục có nghĩa rằng là họ dựa vào thế núi sông thế uh, gọi là cái nguồn lực của đất nước để mà họ chống chọi đúng không ạ còn uh, uh, tất nhiên là kinh tế thì họ vẫn làm việc và buôn bán với lại trung quốc và đất những nước khác nhưng mà cái kiểu cái sự cái, cái 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 đại khái một cái sự phụ thuộc hoàn toàn thì nó không phải là như vậy và nước nga sẵn sàng để chơi tới lúc mà họ nghèo họ gọi là đến cái tình trạng như kiểu nước thục thì thôi họ cũng không từ bỏ họ cũng không có lụy ai đúng không ạ và chắc chắn họ không có khoan nhượng với lại phương tây đấy và chúng ta thấy nó rất giống cái kiểu của nước thục ngày xưa đúng với vị có nghĩa là kẻ thù không đội trời chung như vậy thì cái câu chuyện nó nằm hết ở cái năng lực để chia để trị của người mỹ nhưng quan trọng nhất nó nằm ở cái chỗ người trung quốc đúng không ạ và tất nhiên là người Trung Quốc thì uh, nó khác cái chỗ mà cái thời Tam Quốc là gì là cái Trung Quốc bây giờ nó rất là dã tâm và rất là bá đạo. Có nghĩa rằng là chúng ta không biết rằng là họ có muốn trở thành một cái đất nước như Trung, như Mỹ hay không. Mồm thì họ nói họ không bao giờ muốn trở thành một cái nước bá chủ thế giới nhưng mà cũng không biết được, đúng không ạ? Còn cái thời nhà Ngô trong thời Tam Quốc thì cơ bản là họ sống mang tính chất là họ vùng an phận vợ họ sống an phận và họ nghĩ rằng mọi thứ nó tiếp tục an phận như vậy sau khi mà cái Ngô quyền chết đi cái tôn quyền chết đi và xin lỗi quý vị là động đến tên của anh Hùng của nước ta hay nhầm đúng không ạ nhà Ngô nhưng mà nó lại là họ tôn quý vị ạ, thế mới khổ bởi vì ngày xưa cái vừa thời 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 Xuân Thu Chiến Quốc ấy, thì cái vùng đất của cái nhà Ngô đấy nó là cái nước Ngô một trong những nước lớn của thời Chiến Quốc nhưng mà cơ bản nó lại là họ tôn thì tôn quyền chết đi mấy ông tôn hạo rồi các loại tôn khác ấy, đúng không ạ và các tướng lĩnh hàng đầu lục tốn lục tiếc là xong thì người ta không còn cái trí gọi là tiến thủ và dã tâm nữa mà thậm chí là còn lạnh lùng với cả đồng minh của họ ở nước thuộc dẫn tới việc như vậy còn trung quốc thì nó khác trung quốc thì ngoài việc là họ có bài học của cha ông họ là những người âm hiểm chuyên dùng kế và họ có dã tâm mà họ biết rằng là nếu mà dã tâm của họ ấy, mà muốn trở thành ông này bà nọ không có nước nga thì trung quốc chả là cái gì đúng không ạ đấy cho nên là chắc chắn rằng là thời điểm hiện nay thì nó sẽ rất khác với lại cái thời nước ngô ngày xưa tất nhiên là tôi nói nước ngô ra để chúng ta nhìn cho nó có một cái để minh họa thôi à, đúng không ạ chứ còn à, mình nhìn thấy là cái hoàn cảnh như của trung quốc bây giờ thì nó ở cái vị thế là nó thuận lợi hơn trước rất nhiều đấy và nó đang ở trên đà nó đang mạnh hơn trước rất nhiều nhưng về nguyên tắc nó làm cái quốc gia mà nó Uh, thiên về gọi làm ăn buôn bán thương mại đúng không ạ Hay đúng hơn là cái sự chinh phục thế giới của nó nó dựa vào những cái uh, liên quan tới cái đường uh, vành đai con đường rồi ngành công nghiệp rồi chuỗi cung uh, rồi uh, cái quan hệ hòa bình với các quốc gia để có thể buôn bán và Trung Quốc thì ngoài cái vấn đề đấy thì chúng ta cũng thấy là trong cái bối cảnh như thế này thì họ mới Nga đang xây dựng thế giới đa cực đúng không ạ khối BRICS nữa cho nên những cái đó thì nó khá khác thời tam Quốc vậy thì sau những phân tích như vậy thì chúng ta có thể thấy là gì là tất cả nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào trung quốc đúng không, quý vị đấy mình có muốn hay không thì chúng ta cũng nhìn thấy là trong cái quan hệ của ba cái nước này quan hệ của nga với trung quan hệ của trung với mỹ à, còn quan hệ của nga với mỹ thì không có gì để nói nữa quý vị nhé tức là nó sẽ là một khoảng thời gian dài nó sẽ không có một cái thay đổi gì đáng kể nhưng mà quan hệ của hai cái vector còn lại ấy, đúng không ạ thì nó sẽ chi phối rất nhiều thì mình không thể biết Cá nhân tôi không thể biết được nhưng tôi chỉ có thể đưa ra các dữ liệu là Trung Quốc bây giờ nó sẽ rất khác cái nước ngô ngày xưa. Và cái nước ngô ngày xưa chính vì cách hành xử của họ đã khiến cho cái cục diện Tam Quốc nó mất và cuối cùng để cho nước ngụy nó thôn tính, nước thục rồi sau đó nó đớp luôn cả nước ngô trong nốt nhạc. Đấy, câu chuyện như vậy. Thế còn ảnh hưởng quan hệ thì như chúng ta biết nếu mà Trung Quốc họ nắm được điều đó thì tất cả những cái mối trục trặc quan hệ của họ với nước Nga nó chỉ là vấn đề kỹ thuật thôi. À nó kỹ thuật và vấn đề liên quan tới đàm phán thôi. tức bên nào chẳng muốn hưởng lợi, đúng không ạ? cho nên là hôm nay thì họ dọa là không làm vụ này nữa vì giá quá thấp. hôm sau thì họ nói rằng họ không được làm cái, cái này cái kia. hai bên đều như thế cả mà. và đó tôi nghĩ rằng nó thuần túy nó thương vụ, chứ nó không phải là một cái 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 phương pháp xuyên suốt của hai quốc gia này hai quốc gia này ấy, thì tôi không biết là đời sau như thế nào nhưng đời chúng ta ấy, mà nó tách rời khỏi nhau thì chắc chắn là hai quốc gia này sẽ rất khó để có thể uh, trụ vững chứ chưa nói rằng là có thể hình thành lên một cái thế giới đa cực đúng không ạ? Và tôi tin chắc rằng người Mỹ người ta cũng đọc Tam Quốc đấy bởi vì là Tam Quốc nó cũng có bản tiếng Anh mà ở Châu Âu um, các nước nói tiếng Anh nó nó phổ biến lắm ấy ở Châu Á chúng ta rất nhiều cái dân làm ăn, dân mafia, dân đại khái là tỷ phú thì biết á. Đọc cái chuyện bố già quý vị ạ. Tôi mà cái giới mà tôi hay gặp với suốt ngày trích dẫn của bố già. Đấy, còn mình thì mình hay nuôi chuyện Tam Quốc cho tôi. Thì có nghĩa là mình thì đọc cái quyển sách của phương Tây. Đúng không ạ? Còn phương Tây thì nó cũng biết là Tam Quốc chứ nó phải là không biết đâu. Hai cái quyển sách đấy nó được ứng dụng trong cuộc đời rất nhiều quý vị nhé. Rất nhiều. Ở phương Tây người ta nói nhiều về Tam Quốc. À, còn ở chúng ta thì nói nhiều về bố già đúng không ạ đặc biệt là trong những cái giới mà làm ăn có tí dưới gầm bàn ấy đúng không ạ bang hội nhóm rồi là mưu mô này nọ ấy, thì bố già nó cũng chả kém gì mưu mô của cái thời uh, gọi là cổ đại vua chúa liệu công ty đài loan có biết được rằng là mô Sát đã xâm nhập vào để mà vâng thay đổi các thứ liên quan tới thiết bị làm nổ israel ở, ở liban hay không tôi không nghĩ rằng là mô sát ở cái mức độ thâm nhập như vậy đúng không ạ mình thấy nó nổ hàng loạt như vậy thì nó phải nằm ở cái thời điểm nó thiết kế cái bom mạch nó mới miếc rồi có nghĩa rằng là mô sát hay không hay là chỉ cần nhà chính trị thôi có tiền thôi thì họ có thể làm được cái việc đấy họ sẽ nếu mà thay đổi được cái thế từ cây khâu sản xuất ấy thì có nghĩa rằng là Israel đã sở hữu cái dây chuyền sản xuất đó ít nhất là như vậy ít nhất là Israel đã là sở hữu đúng không ạ đấy còn nếu không thì nó còn sâu sắc hơn còn cái việc mà để cho mô sát mà tự nhiên lại mỗi ông học thêm cái kỹ năng để mà lấy thuốc nổ xong lại đặt vào trong bo mạch mà biết như vậy đúng không ạ thì có nghĩa rằng các ông có khi chuyển nghề sang làm gọi là làm kỹ sư có khi còn kiếm nhiều tiền hơn như vậy thì cái câu chuyện rằng là gì là đó là một nhà máy của XRN nhưng mà được 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 đại khái là mình gọi là cái từ chuyên môn nó là được gì nhỉ? Được vỏ bọc đúng không ạ? Vỏ bọc nhiều lớp đấy, nhiều lớp như kiểu cái con lật đật của nga đấy, nhiều lớp mật vụ để mà người ta có thể gọi là thao túng từ chuỗi cung đến sản xuất đến đóng gói đến đấu thầu đến pre-sale tức là chào hàng bán hàng marketing đúng không nhắm vào hebula có nghĩa là toàn tất tần tật từ a đến z mà tôi nghĩ rằng nếu như vậy thì không phải là đài loan mà cái câu chuyện rằng là nếu nó có nằm ở đài loan hay không thì tất cả nó trong một cái sự sở hữu và quản lý của ờ uh, còn thực ra thì mô sát hay không thì tôi nghĩ đấy cũng không phải là cái đặc sản của họ đúng không ạ nó chỉ là cơ bản của bộ ngoại giao của cơ quan tình báo nào đó thôi đại khái là những cái người nào đó liên quan đến thương lượng thương vụ thôi đúng không ạ vâng cũng rất có khả năng mô sát cũng có những cái bộ phận nó không chỉ đi ám sát đúng không ạ tình báo mà nó còn cả các vấn đề kinh tế nữa thì thôi cái đấy cũng chịu nhưng mà nó không quan trọng quan trọng có nghĩa rằng là uh, cái trong câu hỏi đúng không ạ thì cái đây nó chính là một cái rất là sâu sắc của các cái vấn đề làm tình báo của israel đúng không ạ tức là họ đã kiểm soát từ cái vấn đề chuỗi cung đầu vào đấy cho tới địa điểm cho tới quốc tịch quốc gia ký uh, đăng ký thuế má người đứng tên rồi người quản lý người làm việc rồi vân vân từ a đến z cho tới những cái chuyện trào hàng đấu thầu với Hezbollah vân vân đúng không, quý vị và quan hệ này nọ có nghĩa rằng là với những gì diễn ra ở Trung Đông gần đây thì chúng ta có thể thấy rằng là Israel đã thâm nhập vào tận gốc của thế giới Ả Rập đúng không ạ đấy thì họ mới có được những thương vụ như Hezbollah này như thế và như vậy là họ đã làm một cái vụ nổ như vậy rồi họ tiến hành ám sát như vậy đúng không ạ rồi họ chuẩn bị chiến dịch biên giới như vậy Tất tần tật nó đều là một cái gì nó sắp đặt rất là kỹ lưỡng của người Israel. Mà tôi nghĩ rằng ấy là không chỉ là họ sắp đặt sau cái sự kiện 7 tháng 10 năm ngoái mà thậm chí nó còn trước đó rất nhiều, có nghĩa là không có phụ thuộc vào cái sự kiện đó, đấy mà là một cái kế hoạch thâm sâu từ trước. Tiếp theo, liệu nước Nga có bao giờ tính chuyện rút quân khi không đạt được mục tiêu hay không? vâng nói chung là tôi cũng không thể nhìn quá xa tôi chỉ có thể cảm nhận được những thứ liên quan tới nước nga thời putin thôi thực sự như vậy quý vị ạ thế còn là một người khác ấy, thì mình không biết đó là ai mà chứ nếu mình biết thì mình còn chém được tí nhưng mà ví dụ như ông mitsushin là thủ tướng thì là một con người ôn hòa thì nó phong cách khác ông medvedev thì kiểu khác ông lavrov cũng khác đúng không ạ và ông berusov thì cũng khác đấy cho nên là chúng ta sẽ không biết được là ai thế nhưng dưới thời của putin ấy, thì tôi có thể khẳng định nó như này nếu như ngày và ngày bao nhiêu nhỉ? Cách đây 3 4 tháng, ông Putin ông đã trúng cử với mức uh, phiếu bầu cao chưa có trong tiền lệ đúng không ạ, trong lịch sử và số lượng người đi bầu cao chưa có, chưa từng có. Thì điều đấy, chừng nào mà ông Putin ông còn làm tổng thống nước Nga thì ông có muốn kết thúc chiến dịch này cũng không được. Những cái phiếu bầu đấy nó nói một cái vấn đề của người Nga, đó là đánh đi, oánh đi đúng không ạ câu chuyện như thế thôi còn chúng ta cũng biết mình cũng không có giải thích quá nhiều nữa vì mình cũng nói quá nhiều rồi đúng không ạ không đi vào chi tiết kỹ thuật cho nên để trả lời câu hỏi để lấy điểm đúng không ạ kiểu để nộp bài cho cô giáo ấy thì có nghĩa rằng là dưới thời putin tôi nghĩ là không gần như là tuyệt đối tất nhiên là theo cái quan điểm của người đặt câu hỏi là nếu như không đạt được các mục tiêu có nghĩa là nga thua đúng không ạ thì tôi nghĩ là không. Đấy, thế còn những cái kịch bản khác thì chúng ta không biết. Cũng có thể là đạt được một phần trong các mục tiêu, đúng không ạ? Đấy thì cái đấy cũng tùy tôi nghĩ rằng là Nga sẽ không đạt được 100% các mục tiêu bởi mà các mục tiêu của họ nó rất là linh hoạt. Bây giờ bảo phi quân sự hóa thế nào gọi là phi quân sự hóa? Đúng không ạ? Đấy, chúng ta không thể có một cái định nghĩa rõ phi quân sự hà hóa là như nào. Người ta có thể đánh bại một nửa lực lượng Ukraine cũng là phi quân sự hóa rồi. 75%, đúng không ạ? 100%, 50%, 30%, cái đấy mình rất là khó nói. Nhưng mà nếu dưới thời Putin thì nước Nga sẽ tuyên bố là đạt được cái mục đích của mình trong chiến dịch của họ. Thế còn cái mục đích của họ lúc đấy nó như thế nào? Thì tất cả mọi thứ nó nó rất là cái 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 biên độ làm cái cái, cái 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 scope of work tức là cái phạm vi công việc ấy nó quá rộng nó không được mô tả rõ cho nên chúng ta không biết được đấy đúng không ạ ví dụ như là phi quân sự hóa thì bây giờ làm thế nào để chúng ta có thể định nghĩa được cái đó năm ngoái khi năm kia khi mà nga đàm phán với ukraine thì họ vẫn cho phép ukraine giữ lại quân đội mà họ chỉ đàm phán về số lượng thôi Đấy, có nghĩa rằng là bản thân Ukraine kể cả mà thời điểm đấy Nga nhằm mục đích phi quân sự thì quân đội Ukraine cũng còn khá khủng. Vậy thì chúng ta cũng sẽ không biết được thế nào là cái mà phía Nga đặt nặng. Mà tôi nghĩ là nặng nhất trong lần này đó chính là vấn đề phi quân sự, bởi vì nếu Ukraine mà còn rất mạnh thì chắc chắn họ sẽ tiếp tục gây ra những cái mối đe dọa cho phía Nga, đúng không ạ? Họ không muốn thì phương Tây cũng sẽ làm cho họ muốn một cách rất dễ dàng còn lý do khác thì hàng tỷ lý do nhưng mà chúng ta chỉ thấy một điểm rằng là nước nga cũng nói rằng là vì những người nói tiếng nga ở miền đông đấy thì bây giờ thì chúng ta thấy một điểm rằng là nếu như nga mà rút quân thì cơ bản là họ coi như họ thất bại và những người miền đông đấy là những người mà bây giờ chúng ta thấy nhá nếu mà nga thất bại ấy, thì có nghĩa là họ phải rút cả bốn cái tỉnh mà đã sát nhập vào hiến pháp của họ những người trong hiến pháp đó là những cái người đã bầu cử bầu cử trong hiến pháp và bầu trong putin vậy thì trong tình huống như vậy nga có rút quân được không đúng không, quý vị đấy cho nên là uh, chừng nào mà ông putin còn làm tổng thống và còn cầm quyền và tôi nghĩ rằng là trong một thời gian dài nó vẫn còn như vậy thì chắc chắn là sẽ rất khó đúng không ạ đấy thì tôi đang nói thêm cái ý là người nói tiếng nga ở miền đông trong cái vấn đề đó và nó đã được hiện thực hóa bằng việc là người ta đã ở trong hiến pháp lãnh thổ hiến pháp của nga và người ta đã bầu cử cho ông putin rồi như vậy là ông ấy chắc chắn một người như ông thì không bao giờ có một cái hành động nó hèn yếu rằng là phải rút quân đi như vậy đúng quý vị cái điều đấy là điều đương nhiên thủ, cựu thủ tướng anh boris johnson nói rằng là kể cả ukraine putin muốn rút quân khỏi ukraine thì cũng không để cho ông ta giữ gìn thể diện có câu đấy ở quý vị <laughs> tôi không biết là có hay không nhưng mà nói tóm lại là nếu đó là từ một người khác nói đúng không ạ thì mình cần phải suy nghĩ một tí chứ còn nếu nói về Boris Johnson ấy thì nói chung là không có gì để nói nữa không có cái gì để nói về cái con người đấy có thể nói rằng tất cả những cái gì mà dẫn tới cái tình cảnh của nước Anh ngày hôm nay nó bắt đầu từ Boris Johnson đúng không ạ à, thời của bà Theresa May thì tất nhiên là nước Anh có những bế tắc liên quan đến chuyện Brexit thoát khỏi EU nhưng mà nó không đến mức độ nó là một cái, cái 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 vũ lầy như hiện nay. Thế nhưng bây giờ chúng ta thấy là Boris Johnson nó thể hiện đúng cái bộ mặt nó biểu hiện đúng cái bộ mặt xã hội của nước Anh. Đấy. tức là cái sự bê bối của cái vai trò lãnh đạo của ông ấy nó đã dẫn tới và nó thể hiện qua cái bộ mặt của đất nước như nước Anh mà đến bây giờ chúng ta thấy có cả bạo loạn trên đường phố, đúng không ạ? Cướp bóc rồi là cướp cửa hàng này nọ vân vân. Cho nên chúng ta thừa sức để nhìn thấy đấy là cái vấn đề nhiệm vụ của ông ấy nhé thế còn ông ấy là một nhà lãnh đạo mà chúng ta thấy một điểm rằng là gì trong khi covid người ta cấm như vậy mà ông đi cũng mở tiệc tùng đúng không ạ đấy có nghĩa là bản thân ông ấy là người đứng đầu nội các và đứng đầu nước anh thế mà ông ấy làm như vậy rồi đến cái cuộc chiến ukraine thì thôi tôi bỏ qua bởi vì tại sao bởi vì nói thẳng ra ấy, là một người như vậy thì làm sao có thể cưỡng lại được cái sức ép đến từ những cái thế giới nào đó đằng sau đúng không ạ rất khó thì thôi mình bỏ qua. Như à, thế nhưng sau khi mà ông ấy thôi làm thủ tướng thì ông ấy vẫn tiếp tục ông bấu víu vào những cái 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 vinh quang trong quá khứ, tức là đã từng làm thủ tướng ra những cái phát biểu và ông ấy nói rằng là uh, nước Anh và Châu Âu đã đánh bại phát xít cộng với lại người Ukraine đã đánh bại phát xít để giải phóng Châu Âu. Như vậy là nói dối, đúng không, quý vị kiểu gì thì kiểu đó là người nói dối. Mà đã là thủ tướng rồi thì nói dối nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Đấy, tôi chưa kể những hình dáng của ông ấy nó mình không nhận ra ông ấy là một người thủ tướng rồi sau đó thì ông ấy đi làm cái tờ đờ, đờ, đờ viết báo cho cái chuyên mục của một cái tờ daily mail tờ daily mail thì quý vị biết nó, nó, nó nổi tiếng nhất nước anh là những chuyện cướp giết hiếp Nên bây giờ nó quay sang nó thuê ông ấy làm chủ ờ, ông ấy không phải thuê ông mà kiểu hợp tác với ông ấy. để viết cho cái chuyên mục chính trị thì chúng ta biết là ông ấy đã nó, nó xuống đến cái mức độ nó như nào đúng không, quý vị Đúng không ạ? Còn nếu mà ông ấy viết cho tờ BBC hay là tờ Guardian hay là tờ Telegraph thì cũng là luận điệu nước Anh thôi nhưng mà ít nhất mình còn có cái sự tôn trọng. Ông đi ông viết cho cái tờ <laughs> Daily Mail. Với cái đà này tôi không biết là ngày nào đấy ông cũng sẽ viết luôn cả chuyện cướp giết hiếp. Sốc độc lạ. Rồi sau này ông phát biểu nhiều nữa để bấu víu, đúng không ạ? Bấu víu lại những cái gì đó rồi ông đến thăm Ukraine, rồi ông ấy sang, ông ấy nói chuyện với Donald Trump, rồi ông ấy đại khái là ông ấy luôn, rồi ông ấy còn định và làm tổng thư ký của NATO, ông này nọ, đại khái là một cái người mà cố gắng vùng vẫy để mà phục lại phục lại cái chức của mình ấy, đã, hoặc là cái cái sự quan trọng của mình ấy. nhưng mà nói thật ra thì chúng ta thấy rõ ràng nó Ờ, mình nhìn từ bên ngoài đó là một cái ngon người nó không xứng đáng đúng không ạ Mình hiếm khi mình đi chê một người khác đã lại khá là một cái người lãnh đạo Thế nhưng nói thật là Boris Johnson là một cái người mà nói chung là chả có vẹo gì đúng không ạ Đến cái thời ông Sunak thì thậm chí là cái thời đấy thì mình chỉ có một, mỗi một cái điểm rằng Ông là một cái người giàu có Ông ấy dựng lên làm thủ tướng Anh thì ai mà chả lên Nó dựng tôi thì tôi cũng làm nhưng cũng chả phải là ông ấy thì chúng ta biết thời của ông Sunak nó như thế nào, nhưng mà ít nhất là ông ấy không có một cái, cái những cái biểu hiện như kiểu ông kia, đúng không ạ? Rồi bà Liz Truss thì bà ấy làm được có vài chục ngày, thì cơ bản bà ấy thì còn, vâng, thì cũng là đại khái là cơ bản là người ta cũng đưa bà ấy lên, nhưng mà bà ấy cũng chả có một cái chủ trương gì, đúng không ạ? Và hành động của bà ấy giật bắn người rồi chạy khỏi cái phòng uh, họp báo khi mà một cái người phóng viên rơi cái bút xuống, có mỗi một tiếng kêu, đúng không ạ? cũng giống như kiểu là 60 tuổi rồi mà vẫn ở vậy cho đàn ông chết thèm đấy thế xong rồi là trai đẹp nó đứng đối diện nhà nó trai nó soi soi gương nó chảy đầu để tối nó đi chơi mấy gái thì lại tự nghĩ rằng là, là là là, nó định à ơi mình xong rồi ra bảo nó là đừng tưởng chị dễ dàng đến thế luôn vân đúng không vâng ý tôi nói rằng là ai lại đi ám sát những người như vậy đúng không quý vị kẻ thù mà đi ám sát những người như thế thì có nghĩa rằng là đi giúp cho kẻ thù của mình Vậy thì vâng tôi nói lòng vòng nhưng cơ bản là để chúng ta hiểu biết về hơn về ông lời ông Boris Johnson, ông sẽ còn tiếp tục nói và ông viết nữa nhưng mà nhìn chung thì nó là những cái mà nó không nếu mà những người mà chúng ta quan tâm tới những cái điều quan trọng ấy, thì nó không quan trọng đúng không ạ? Thế nhưng cũng không loại trừ rằng là những người như vậy đã qua những cái chức thủ tướng rồi thì người ta sẽ tiếp tục người ta lót tay cho ông để ông ấy viết những cái này cái kia đúng không ạ? Trong thời gian qua cũng có những cái đó rồi vâng bây giờ ukraine sẽ làm gì ở vùng kurs và, bây giờ muốn biết thì chúng ta phải thấy rằng là họ không thể tiến quân được nữa đúng không ạ sau một tuần tiến quân thì tiến được nhanh thế còn sau đó thì một tuần sau thì chỉ tiến được chậm thôi và đến tuần thứ ba thì đã bị trựng lại đúng không ạ thế thì cái điều đấy nó nói lên một cái vấn đề rằng là từ đấy đến giờ thì nó có cái sự lên xuống này nọ rồi sau này họ mở cái cánh trái nữa thế nhưng mà tất cả mọi thứ nó nó quá mờ nhạt so với lại một nghìn km ukraine đã chiếm được những ngày đầu đúng không ạ bây giờ thì chúng ta cũng không biết đấy là một cái bẫy từ trước hay là sau này nga mới làm cái bẫy nhưng chúng ta chỉ biết rằng là bây giờ thì nga đang biến nó trở thành một cái vết thương rất là khổng lồ cho phía ukraine mà ở tình trạng là gọi là cắt bỏ đi cũng không được đúng không ạ để đóng sẹo cũng không được đấy cái đạn trạng thái nó như vậy ngày hôm nay ukraine tiếp tục nhồi quân vào hướng phía bên trái điều này cho thấy rằng họ tiếp tục đặt cọc vào thêm một lần hoặc một vài lần nữa điều đấy cho thấy rằng cái vết đấy nó đang chảy máu và tiếp tục nó chảy máu trên quy mô lớn để nó hút hết sinh lực của ukraine vậy thì rõ ràng là ukraine đã phải đối mặt với những lựa chọn rất khó khăn đúng không ạ bởi vì nếu không khó khăn ấy, thì tôi đã thấy rằng họ đã đã đã, đã huy động lực lượng lớn lên rồi họ đánh lanh tanh bành, họ làm theo kế hoạch của họ chứ họ không chững lại cả tháng trời như vậy. Chững lại đến 2 3 tuần để Nga phản công, chiếm lại cái khu vực trung tâm rồi bây giờ mở diễn biến bên tay trái nhưng mà cũng uh, đánh được một tuần rồi lại thôi, bây giờ đánh chờ một tuần bây giờ đánh tiếp, đúng không ạ? Mà lại không đánh vào thời điểm Zelensky sang Mỹ mà bây giờ mới đánh. Đấy, rồi các khu vực khác thì đại khái không tiến được nữa, thậm chí những khu vực quan trọng thì bị Nga chiếm lại. Vậy thì có nghĩa rằng là Thứ nhất là họ không thể tiến được nữa về về trung tâm tỉnh Curs và nhà máy điện hạt nhân. Tức là họ không thể đột phá được hướng chính, đúng không ạ? Thế thì bây giờ họ chỉ còn mỗi cái lựa chọn là họ duy trì hướng hiện tại, đúng không ạ? Duy trì bây giờ thì duy trì thì có nghĩa là họ phải nhốt một đạo quân rất lớn của họ đó, đúng không ạ? Và chắc chắn là miền Đông sẽ sụp đổ. Còn bây giờ họ kéo quân tinh nhuệ ra thì họ phải đưa quân vệ binh vào, vệ binh vào thì chỉ một thời gian ngắn Nga sẽ đánh bại hết đạo quân đó còn lựa chọn bên tay trái họ khoét ra để mà kết nối mở lại trận địa như ban đầu để giải vây cái chỗ nga đã đánh chiếm đúng không ạ thì uh, bởi vì tôi không quay vào trận đấu bởi vì sáng nay thì tôi vừa mới nói với quý vị kỹ về cái việc đấy rồi thì bây giờ còn mỗi cái lựa chọn đó thì là họ phải làm sao họ nếu họ muốn theo cái lựa chọn đấy thì họ phải nhồi thật nhiều quân hy sinh thêm nhiều đúng không ạ và chấp nhận để mà đánh vào như vậy thì chúng ta không thể biết được kết quả nhưng mà cái tiên lượng của nó cũng rất là thấp thực sự là như vậy vâng chắc nhiều người không thích chiến sự thì tôi sẽ đến gần đấy để chúng ta nhìn qua một tí a à, thôi sang hẳn bản đồ này đi để cho nó nét này nét luôn Vâng, đây chúng ta có bản đồ như thế này quý vị nhá uhm, đây là cái biên giới uh, danh giới mà dạng như kiểu là 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 tương đối thôi sau uh, xung quanh thôi nhé quý vị nhé xung quanh nhưng mà để chúng ta hình dung ra được là sau 2 um, tuần ukraine đã tiến tới đấy đây là cái biên giới này và cái phần bên ngoài là cái mục tiêu của họ trong cái thời gian tới đúng không ạ? Đấy. Thì nó như thế này. Thế nhưng mà bây giờ thì nó dần dần nó co lại nó chỉ còn uh, như thế này thôi. Đấy. Nó như thế này thôi. Và đặc biệt ấy là họ đã bị phía Nga tái chiếm cái phần quan trọng nhất đó là phần này. Đấy. Rồi phía nga đã chốt không cho ukraine uh, làm gì ở hai cái cửa ngõ của họ, tức là đường ra về. Trước đó thì họ chốt ở hai cái cứ điểm ở đây và đây cũng không cho ukraine có thể xâm phạm, chỉ cho ukraine đi một cái đường ở giữa thôi, đúng không ạ? Thế còn bây giờ ukraine đã mở cái hướng tấn công ở đây, nhưng mà họ đã ngưng một tuần, bây giờ họ lại đánh lại. Đấy, hôm nay thì họ có một chút những cái lợi thế uh, khi đánh sâu vào thêm, nhưng mà nhìn cũng rất là khó. Thế thì bây giờ là gì? cái tiến quân chiến lược về vùng cớt thì coi như là đã xong không thể lựa chọn này là bỏ đi rồi đúng không ạ hay nói là đúng là rất thấp và nó ngoài cái sự tưởng tượng của tôi cho nên là tôi cũng không thể bàn được nhiệm vụ thứ hai là họ giữ đấy họ giữ bây giờ thì nó sẽ phải trả giá bằng 3, bốn năm trăm binh lính bị loại khỏi vòng chiến đấu và một hai chục các loại xe đúng không ạ pháo phiếc thì như vậy cũng không lâu dài đúng không quý vị Đấy, thế thì cái câu chuyện như vậy là trong khi đó miền Đông đang rất cấp bách thì bây giờ lựa chọn đấy là một lựa chọn như vậy là lựa chọn đầu tiên chúng ta thấy nói là nó rất thấp đã nhá quý vị nhá. Đấy, cái lựa chọn thứ hai có nghĩa là cứ duy trì như thế này thì cơ bản chúng ta cũng thấy là nó rất thấp đúng không ạ? Đây là thấp 3 thì đây cũng là thấp 2. Và cái lựa chọn số 2 này thì họ muốn giữ theo cái kiểu như này thì bây giờ có cái kịch bản là họ đưa những cái lực lượng tân binh hoặc vệ binh quốc gia vào để giữ nhưng mà nếu mà lực lượng đấy vào thì họ cũng không giữ được đấy cho nên cơ bản là nó cũng là cái trạng thái nó rất thấp đây là họ có làm hay không thì chúng ta không biết nhưng mà cơ bản thì cái 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 việc duy trì ấy, đúng là là nó rất thấp lựa chọn thứ ba của cái số 2 này là gì là họ phải công kích ở hướng bên tay trái rồi kết nối với lại trận địa ở Kononovo ở bên tay phải để mà tấn công vào cắt ngược trở lại cái phần mà nga đã chiếm của họ vào khu vực trung tâm ra đúng không ạ thì cái nhiệm đây là một cái mà nó quá tuyệt vời. Đấy, thế nhưng mà thực sự thì cũng rất khó. Tôi nghĩ rằng nó 2x ấy, nhưng mà nói thật nó phải 3x. Bởi vì bây giờ làm sao? Bây giờ là trước đây là tiên cơ bất khả lậu nhưng bây giờ thì lộ hết rồi, lộ hết ý đồ rồi. Nga đã tập trung quân phần Lào gió và Ukraine đã mất đi tính bất ngờ, tức là hai cái yếu tố duy nhất để họ có thể tiến xa được trong 10 ngày đầu thì bây giờ mất rồi. Ukraine không thể nào nếu mà nó phòng thủ họ còn không phòng thủ được Nga thì tiến quân đối với Nga nó còn khó hơn rất nhiều lần đúng không ạ nhưng ở đây thì chúng ta còn không biết Nga có cái gì cho nên là bởi vì là những cánh quân của Nga nó mang tính chất là nó cũng à ơi ve vãn chứ nó cũng không phải là những cánh quân là đánh nhau tới chết cho nên là ukraine sẽ có những cái hy vọng nhất định với cái kiểu đối kháng đấy của phía nga đấy thế nhưng mà cơ hội thì cũng rất thấp đúng không ạ để kết nối cái này thế còn cái lựa chọn tôi nghĩ rằng lựa chọn mà nó bền vững với ukraine ấy, mặc dù là nó cũng không phải là cao đó là họ chiếm cái khu vực bên tay trái để làm một cái nơi mà phục vụ cái vấn đề danh dự vấn đề truyền thông đó là họ vẫn chiếm được cái vùng đấy của Nga ở phía bên dưới bờ sông Kosovo đúng không ạ và Nga sẽ rất khó để có thể đánh bật Ukraine ra trong một thời gian ngắn đấy, thì nó chỉ khoảng đấy nó chỉ khoảng độ 100 hoặc 200 km vuông thôi và nó được cái bờ sông phía bắc chen chở đấy thế tuy nhiên bây giờ thì họ mới chỉ đạt được khoảng 5 thôi năm cho đến cùng lắm là 10 còn nếu mà cảm giác của tôi thì họ có thể đạt được mức tối đa đến khoảng độ 3 40 Đấy, có nghĩa là không chiếm được hết nhưng mà tạo ra một uy hiếp nào đó gần đến khu vực bờ sông nhưng mà dần dần so, do những yếu tố này nọ vân vân cho nên là họ cũng sẽ không tiến được thêm hoặc là sẽ bị phía Nga phản công để lấy lại đấy, và nếu Nga lấy lại khu vực đấy thì Nga sẽ tiếp tục mở rộng vào khu vực trung tâm và vào trung tâm này thì chỉ khoảng độ một tháng ở trong trung tâm Nga chiếm cái lõi này để quay compa thì một tháng thôi là cái vòng tròn này nó sẽ nát bét khu vực này và Ukraine chỉ còn giữ lại được cái phía bên cánh trái xung quanh thành phố Suda. Đấy và thành phố Suda nhưng mà hai cửa ngõ của Nga cũng chấn thủ rồi đúng không ạ? Cho nên là nó sẽ trở thành một cái mục tiêu bị bao vây, bị tập kích hoặc là bị cắt đường về uh, trên cái đường dài. Như vậy thì tôi chỉ thấy là cái kịch bản số 3 đó là kịch bản mà thoải mái nhất cho Ukraine. Đấy là họ chiếm cái khu vực này. Còn họ cũng sẽ khó để có thể lấy được toàn bộ. Đúng không ạ? Còn nếu họ lấy được cái lõi trung tâm thì họ sẽ dịch chuyển lên cái lựa chọn tuyệt vời nhất là số 2. Và tiếp tục bảo vệ được toàn bộ những cái khu vực họ đã chiếm. Đấy. Thế nhưng tất cả những kịch bản số 1, số 2 này thì đều chấp nhận một cái rủi ro là cái một cái nỗi đau đó là hàng ngày tổn thất Una vẫn lớn và càng mặt trận càng rộng thì tổn thất càng lớn đúng không ạ? Thế còn cái thứ ba nó nhỏ đi và bên cái bờ sông thì nó sẽ ít hơn. Nhưng mà cái ngược lại cái ba này thì nó um... Vâng, tức là họ sẽ phải um... phải ăn nói với lại bàn dân thiên hạ đúng không ạ? Là trước đây tiến vào nhiều như vậy bây giờ chỉ còn một tí thế này là sao? vân vân và một cái vùng đấy là vùng không bông quạnh đúng không ạ nó điểm lợi của nó là nó có thể phòng thủ được trong trường hợp nga tấn công qua sumi ở cái khu vực đó mang tính chất là tạm thời chứ cũng không vĩnh viễn được nói tóm lại thì cái lựa chọn ukraine nó gần như nó không có lựa chọn nào là lựa chọn tốt đúng không ạ đấy lựa chọn tốt thì cơ hội xảy ra rất là thấp mà kể cả là lựa chọn tốt đấy thì cũng phải kèm theo cái giá mà phải trả giá thuê hàng ngày đúng không ạ chứ không phải là lựa chọn sở hữu hoàn toàn không có chuyện là Ukraine chiếm toàn bộ khu vực đấy rồi là hàng ngày họ sẽ thoải mái sống ở trong vùng đấy mà mặt trận càng lớn thì họ sẽ bị tiêu hao càng lớn đấy cho nên là kể cả cái cái, cái cái kịch bản mà tốt nhất như thế thì cũng sẽ um, gọi là làm cho Ukraine chảy máu rất nhiều đúng không ạ cho nên cơ bản là chúng ta thấy rất khó ấy còn cái kịch bản mà đẹp nhất là tiến về Moscow thôi, đúng không ạ? Vượt qua nhà máy điện nguyên tử, rồi nhà máy cớt, uh, thủ phủ cớt, Orion, vân vân Thì cái đấy nó nằm ngoài cái gọi là hoạt động về não bộ của người bình thường như tôi. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. chúc quý vị một buổi tối đầu tuần vui vẻ, mạnh khỏe và tươi trẻ.